Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 92. Mở mắt ra, anh nói, cần ít nhất một tháng mới có thể hấp thu toàn bộ dược lực. Đến lúc đó, anh mới có thể biết hiệu quả thật sự của đan này. Đường Băng Vân lên tiếng, em cảm thấy rất phi thường. Ngô Bình bảo, dĩ nhiên rồi. Dù viên đan dược này có giá 100 tỷ đồng thần long cũng sẽ có cả 100.000 người tranh nhau mua đấy. Dừng lại một chút, anh nói tiếp, sau khi hấp thu dược lực xong, anh sẽ giúp em uống viên thiên cốt yêu đan này. Đường Băng Vân rất vui mừng, em cũng có thể uống sao? Ngô Bình đáp, về lý thuyết, thể chất của em sẽ không chịu được. Nhưng nếu có anh ở bên cạnh hỗ trợ thì không còn vấn đề gì nữa. Lúc này, anh liếc nhìn lò đan, thấy trong lò còn một ít vụn đan, khoảng nửa lạng. Dược lực của vụn đan này còn chẳng bằng 1% của thiên cốt yêu đan, nhưng đối với cốt ly đã là báu vật vô giá. Anh lấy vụn đan ra rồi ném cho cốt ly. Đôi mắt nó sáng rực, đảo lưỡi một cái đã nuốt hết vụn đan. Ngay lập tức, nó cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể. Nó biết mình sắp đột phá nên liền nhảy lên, đi tìm nơi tu luyện. Luyện đan dược xong, Ngô Bình và Đường Băng Vân về sơn động. Họ đã ra ngoài mấy ngày mà đám người này vẫn còn ở bên trong, xem ra là đợi Ngô Bình và Đường Băng Vân trở về. Thấy cả hai quay lại, Khang Ý Thành cười nói, Ngô sư huynh, sư muội, hai người về rồi. Chờ suốt mấy ngày mà gã vẫn không hề tức giận, còn tươi cười rạng rỡ, khách sáo vô cùng. Đường Băng Vân cảm thấy hơi ngại ngùng, đại sư huynh, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Khang Ý Thành đáp, không sao, chẳng qua bên trong động vạn yêu vô cùng nguy hiểm, sư huynh hơi lo lắng thôi. Gã lập tức sai đám người La Ngân Hầu chuẩn bị thức ăn, bảo là phải uống với Ngô Bình vài chén. Sau vài tuần rượu, Khang Ý Thành nói, Ngô sư huynh là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên của thần Thổ Thông Thiên, thân phận địa vị cao hơn chúng tôi rất nhiều. Sau này chúng tôi còn phải nhờ sư huynh giúp đỡ, mong sư huynh đừng từ chối. Ngô Bình đáp, mọi người là đồng môn của Băng Vân, sau này có việc gì đều có thể gặp tôi. Chỉ cần làm được, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Khang Ý Thành cả mừng, vậy cảm ơn Ngô sư huynh nhiều lắm. Lúc này, La Ngân Hầu chợt cất lời, đại sư huynh à, khi nào chúng ta mới đến, Động Yêu Thần? Nghe thấy ba chữ Động Yêu Thần, Khang Ý Thành hơi biến sắc, chẳng phải anh đã nói rồi à? Tuy Động Yêu Thần có cơ duyên lớn nhưng quá nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không được đặt chân đến đó. Ngô Bình tò mò hỏi, Điện Yêu Thần gì vậy? Đường Băng Vân cũng mù mờ, xem ra không hề biết sự tồn tại của Động Yêu Thần. Khang Ý Thành cười bảo, sư huynh, là thế này. Trong Động Vạn Yêu có một cung điện được chúng yêu thờ phượng, tên là Động Yêu Thần. Rất ít người biết bí mật của Động Yêu Thần, ấy là trong điện có một món báu vật yêu tộc. Năm xưa Đại Thiên Tôn từng dẫn binh tấn công Động Vạn Yêu, mục đích chính là muốn cướp bảo vật yêu tộc trong Động Yêu Thần đấy. Ngô Bình hỏi, nhưng Đại Thiên Tôn đã không thành công. Khang Ý Thành lắc đầu, sao mà thành công được chứ? Nghe nói lần tấn công đó làm kinh động hàng triệu yêu hồn của Động Vạn Yêu. Đại quân Tiên Đình gần như bị tiêu diệt, chỉ có Đại Thiên Tôn và số ít binh tướng trốn thoát được thôi. Ngô Bình giật mình, hàng triệu yêu hồn. Khang Ý Thành gật đầu, nghe bảo hàng triệu yêu hồn đều chịu sự điều khiển của Động Yêu Thần. Người có hồn, yêu cũng vậy. Hồn của yêu được gọi là yêu hồn, khác với hồn của người, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Bình thường yêu hồn sẽ bị yêu thần luyện thành con rối. Ngô Bình hỏi, nói thế, yêu thần vẫn đang ở trong Động Yêu Thần. Khang Ý Thành đáp, tôi cũng không rõ, chỉ biết Động Yêu Thần cực kỳ nguy hiểm. Vốn dĩ tôi muốn dùng bảo vật trong tay mình để đi khám phá Động Yêu Thần một lần. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không dám. Ngô Bình hỏi, bảo vật gì vậy? Khang Ý Thành lấy bùa ra. Đoạn đáp, đây là bùa khi thiên do Thâu Thiên Lão Tổ luyện chế. Thi triển bùa này thì ngay cả yêu thần cũng không thể phát hiện. Tôi vốn định dùng bùa này để trộm báu vật trong điện. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy quá mạo hiểm. La Ngân Hầu cất lời, đại sư huynh, nếu anh không đi thì để em đi cho. Dù không trộm được báu vật yêu tộc thì trộm những món đồ khác trong Động Yêu Thần cũng kiếm được một khoản lớn rồi. Khang Ý Thành vội xua tay, không được.
rủi ro quá lớn. Nghe xong, Ngô Bình không nói gì. Chuyện mạo hiểm như thế, anh không có hứng thú. Khang Ý Thành nói, hầy, thật đáng tiếc. Điện Yêu Thần có nhiều đồ tốt như vậy, lấy bừa một món thôi đã có giá trị cả chục, cả trăm tỷ đồng thần long rồi. Nếu lấy ra được vài món thì cả đời này không còn lo về chuyện tài nguyên tu luyện nữa. Lòng Ngô Bình thoáng động, ồ, Động Yêu Thần có nhiều bảo vật đến thế sao? Khang Ý Thành đáp, đúng vậy. Mỗi một yêu vương, yêu hoàng, đều phải dâng tặng bảo vật quý giá nhất cho yêu thần. Trải qua ngần ấy năm, bảo vật trong Động Yêu Thần phải lên đến cả trăm, nghìn món rồi. Ngô Bình mỉm cười không nói gì, tiếp tục uống rượu. Một lát sau, La Ngân Hầu cười bảo, đại sư huynh, chúng ta có tư chất kém cỏi, năng lực thua xa Ngô sư huynh. Nếu Ngô sư huynh đến Động Yêu Thần, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đường Băng Vân nói ngay, Huyền Bình sẽ không đi đâu, quá mạo hiểm. Khang Ý Thành cười đáp, phải đấy, sư muội nói rất đúng. Điện Yêu Thần quá nguy hiểm, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Một người khác lên tiếng, đại sư huynh, chẳng phải anh nói có một lối đi dẫn thẳng đến bên dưới Động Yêu Thần à? Chúng ta có thể đi từ nơi đó không? Khang Ý Thành do dự, nơi đó à, anh cũng không quá thông thuộc. Chúng ta vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Đường Băng Vân hứng thú hỏi, đại sư huynh, đó là nơi nào vậy? Khang Ý Thành đáp, có lẽ là động tiên của một vị tiên nhân cổ. Không biết vì mục đích gì mà vị tiên nhân cổ ấy nối thẳng động tiên của mình với Động Yêu Thần. Bí mật này do một tướng quân sống sót sau trận tấn công Động Yêu Thần nói cho anh biết. Không quá 10 người trên đời biết được bí mật này đâu. Ngô Bình nói, người đó biết, vậy chắc chắn Đại Thiên Tôn cũng biết. Khang Ý Thành gật đầu, tất nhiên là Đại Thiên Tôn biết. Nhưng thân là Đại Thiên Tôn tiên giới, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện trộm cắp. Đại Thiên Tôn muốn có báu vật trong điện thì chắc chắn sẽ quang minh chính đại dẫn binh tấn công. Đường Băng Vân hỏi, vậy động tiên dẫn thẳng đến Động Yêu Thần ấy, yêu thần không hay biết sao? Khang Ý Thành đáp, không biết chủ của động tiên đã dùng cách gì mà có vẻ yêu thần cũng không biết đến sự tồn tại của lối đi ấy. Thú vị ở chỗ, ở trong động tiên có thể dễ dàng quan sát tình hình của Động Yêu Thần. Câu này do vị tướng quân kia chính miệng tiết lộ đấy. La Ngân Hầu đề nghị, đại sư huynh, đến Động Yêu Thần trộm đồ thì nguy hiểm quá. Chúng ta không đến đó nữa thì đến động tiên, nhân cơ hội này quan sát tình hình bên trong Động Yêu Thần đi. Chuyện này, Khang Ý Thành do dự, đoạn hỏi Ngô Bình, Ngô sư huynh thấy thế nào? Ngô Bình không có ý kiến gì, nếu đã không có nguy hiểm gì thì đi xem một chút cũng được. Khang Ý Thành quay sang hỏi Đường Băng Vân, sư muội thấy sao? Đường Băng Vân cười đáp, nghe theo Huyền Bình cả. Khang Ý Thành gật đầu, vậy được, chúng ta chuẩn bị, lát nữa sẽ đến động tiên để thăm dò một chút. Anh từng đến động tiên này một lần thôi, nhưng không vào sâu khám phá. Lần này biết đâu sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Rượu thịt no nê rồi, nhóm người chuẩn bị xuất phát. Khang Ý Thành đi trước để dẫn đường, những người còn lại theo sau. Dọc đường gặp phải nhiều yêu quái, may mà năng lực của Ngô Bình rất mạnh, dễ dàng đẩy lùi bọn yêu quái ấy. Cảm nhận được thực lực đáng nể của Ngô Bình, đám người Khang Ý Thành cũng thầm kinh hãi, cảm thấy Ngô Bình thật khó lường. Đại sư huynh, năng lực của Ngô Bình này khủng khiếp quá. Sát trận ở nơi đó có gây trở ngại cho anh ta được không nhỉ? La Ngân Hầu không yên tâm, thầm truyền âm hỏi chuyện. Khang Ý Thành ngoái đầu nhìn Ngô Bình và Đường Băng Vân, khẽ gật đầu với họ, bảo rằng sắp đến nơi rồi. Cùng lúc đó, gã thầm trả lời, Đại La Kim Tiên đi vào sát trận ấy còn mất mạng. Ngô Bình có ưu tú đến mấy cũng đâu so bì được với Đại La Kim Tiên. La Ngân Hầu mừng rỡ, tốt quá rồi. Một khi Ngô Bình chết thì mọi của cải của kẻ này sẽ thuộc về chúng ta. Khang Ý Thành bảo, đừng nghĩ đến chuyện đó. Người này sở hữu tu vi thâm sâu khó lường, nếu có ý thù địch với anh ta, chắc chắn sẽ bị phát giác. La Ngân Hầu thất kinh, vội vã nghĩ đến chuyện khác, đoạn đáp, em hiểu rồi ạ. Ngô Bình lại cùng Khang Ý Thành bay thêm một quãng, phía trước xuất hiện một màn sương xám. Khang Ý Thành nói, anh Ngô, động tiên nằm trong màn sương này. Nhưng sương này có thể cắt đứt thần niệm, không thể thăm dò, xin hãy cẩn thận. Ngô Bình quét mắt nhìn,
Đoạn cười đáp cảm ơn vì lời nhắc nhở. Sau đó anh kéo Đường Băng Vân đi thẳng vào trong, cả hai chìm trong hơi sương rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, đám người Khang Ý Thành và La Ngân Hầu đều cả kinh. Khang Ý Thành kêu lên, anh Ngô, cẩn thận. Gã họ hét, rồi mấy người họ cũng xông vào màn sương. Khác với Ngô Bình, bọn họ phải chậm rãi lần mò mới tìm được lối vào. Trái ngược họ, Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để tìm ra lối vào, một cánh cổng tử kim. Đến trước cổng, Đường Băng Vân hỏi, Huyền Bình à, chúng ta có nên chờ đám người đại sư huynh không? Ngô Bình cười khẩy, đại sư huynh của em có ác niệm với anh, chúng ta cần tránh xa gã ấy một chút. Đường Băng Vân kinh ngạc, anh ta muốn hại chúng ta ư? Ngô Bình gật đầu, có lẽ là nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta nên có ý định giết người cướp của. Lúc gã ta nhắc đến nơi này, anh đã thấy có gì đó không ổn. Dù sao thì giữa anh và gã ấy cũng không quen thân, gã không có lý do gì để nói cho anh biết về nơi này. Thế nên anh đã thầm bói quẻ, mới phát hiện gã này muốn gây bất lợi cho chúng ta. Đường Băng Vân nói, vậy chúng ta rời khỏi nơi này đi. Ngô Bình đáp, lời gã nói nửa thật nửa giả, tượng quẻ cho biết nơi này có thể có báu vật. Nếu chúng ta đã đến đây rồi thì cứ vào trong xem thử đi. Dứt lời, anh cùng Đường Băng Vân bước vào cổng tử kim. Sau cánh cổng, sương khói tím ngập tràn khắp nơi, thần niệm của anh không thể mở ra. Nếu là một người khác thì chỉ có thể chậm rãi mò mẫm mà đi, nhưng anh thì có thể dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, vừa quan sát vừa rảo bước thật nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã dừng lại trước một cánh cổng vận chuyển, trên cổng có viết chữ Yên Phùng. Đường Băng Vân hỏi, Huyền Bình à, đây là gì vậy? Ngô Bình đáp, cổng vận chuyển, dẫn đến một động thiên nào đó. Anh chỉ vào mấy nơi khác, ở đây có 10 cổng, đại diện cho 10 thiên can, Yên Phùng, Chiên Mông, Nhu Triệu, Cường Ngữ, Trước Ung, Đồ Duy, Thượng Trương, Trùng Quang, Huyền Giặc, Chiêu Dương. Đường Băng Vân hỏi, 10 thiên can để làm gì nhỉ? Ngô Bình nhận được nhiều truyền thừa, am hiểu về thiên can hơn Đường Băng Vân rất nhiều. Anh đáp, 10 thiên can đại diện cho 10 thiên thần, Yên Phùng là một trong số đó. Theo truyền thuyết, 10 thiên thần phụ trách sự vận hành của vũ trụ là những vị thần theo thứ tự đó. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình à, hay chúng ta dừng chân ở đây đi. Ngô Bình bảo, Băng Vân, em ở ngoài chờ anh, quan sát phản ứng của đám người đó. Yên tâm, anh sẽ không gặp chuyện đâu. Không đợi Đường Băng Vân ngăn cản, anh đã bước qua cánh cổng vận chuyển. Đường Băng Vân rất lo lắng, nhưng bây giờ cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng im ở đây theo lời dặn của Ngô Bình. Nửa giờ sau, đám người Khang Ý Thành mới đến. Không trông thấy Ngô Bình, Khang Ý Thành vội hỏi han. Đường Băng Vân đáp, Huyền Bình đã vào trong một lúc rồi. Gương mặt Khang Ý Thành lộ vẻ vui mừng, ngoài miệng lại bảo, anh Ngô Cát Nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Song La Ngân Hầu lại rất thẳng thắn. Liền cười bảo, đại sư huynh, em nhớ anh từng nói Yên Phùng thần vực vô cùng nguy hiểm, không ai thoát khỏi. Đường Băng Vân kinh ngạc, anh nói gì cơ? La Ngân Hầu thản nhiên đáp, anh bảo, chồng sắp cưới của em chết chắc rồi. Nhưng cứ yên tâm, một khi anh ta chết, thi thể sẽ được chuyển ra. Em vẫn nhận được thi thể nguyên vẹn đấy. Đường Băng Vân giữ cho mình bình tĩnh, đoạn nhìn Khang Ý Thành chằm chằm, đại sư huynh. Chẳng phải anh nói nơi này không nguy hiểm sao? Khang Ý Thành nhìn sang La Ngân Hầu rồi nói, anh chưa từng vào nơi này, có nguy hiểm hay không, làm sao mà biết được? Sư muội cứ yên tâm, Ngô Bình là thiên kiêu của thần thổ thông thiên, sẽ không gặp chuyện gì đâu. La Ngân Hầu cất lời, đại sư huynh, nếu Ngô Bình chết, Đường sư muội sẽ không thể ở lại nữa. Lời này vừa dứt, Khang Ý Thành khẽ mỉm cười, nhìn về phía Đường Băng Vân. Đường sư muội, từ nay về sau em có đồng ý đi theo anh, làm đạo lữ của anh không? Gương mặt không hề tỏ vẻ tức giận hay đau buồn, Đường Băng Vân thờ ơ đáp, các anh cũng nói rồi đấy, Ngô Bình là thiên kiêu. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với anh ấy lại là cơ hội tốt. La Ngân Hầu sững sờ, thiên kiêu thì sao chứ? Trừ phi anh ta là thần, nếu không thì tuyệt đối không thể ra khỏi Yên Phùng thần vực. Đường Băng Vân cười khẩy, nếu anh ấy là thiên phẩm cấp một tháp hoang thiên thì sao?
Khang Ý Thành bủn rủn cả người, sao cơ? Thiên phẩm cấp 1. Đường Băng Vân cười lạnh lùng, một lũ ngu xuẩn, các người nghĩ mình có thể sát hại một thiên kiêu như Ngô Bình ư? Sắc mặt Khang Ý Thành thay đổi liên tục, đột nhiên có linh cảm không lành. Lẽ nào, Ngô Bình thật sự có thể bình an quay về? Viên Như Quân cười khinh, thiên phẩm thì sao chứ? Anh ta chắc chắn sẽ chết ở trong đó. Đường Băng Vân, chấp nhận số phận đi. Đường Băng Vân hỏi, cược không? Khang Ý Thành húng hắng nói, sư muội có lẽ đã hiểu tâm ý mà anh dành cho em. Chỉ cần em đồng ý làm đạo lữ của anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Viên Như Quân sinh lòng đố kỵ, vội cất lời, đại sư huynh, người phụ nữ này không đáng tin. Nếu không giết cô ta, ngộ nhớ thông tin bị lộ ra ngoài, chúng ta sẽ không gánh chịu được lửa giận của Điện Hỗn Thiên đâu. Mấy người còn lại cũng có cùng suy nghĩ, đồng loạt yêu cầu Khang Ý Thành giết Đường Băng Vân. Khang Ý Thành khẽ thở dài, Băng Vân, em cũng nghe rồi đấy. Anh hỏi em lần cuối, em bằng lòng làm đạo lữ của anh chứ? Làm đạo lữ của anh mà xứng à? Bất thình lình, cổng vận chuyển sáng lên, Ngô Bình bước ra. Nhìn thấy anh, những người có mặt ở đây đều hoảng sợ vô cùng, chẳng ai nói được câu nào. Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, em không sao chứ? Đường Băng Vân lắc đầu, đám ngu ngốc này, nếu họ thật sự ra tay, em cũng chẳng sợ đâu. Ngô Bình gật đầu, đoạn nhấc La Ngân Hầu lên rồi ném thẳng vào cổng vận chuyển. La Ngân Hầu không có sức chống trả, hét lên một tiếng rồi biến mất trong cánh cổng. Khang Ý Thành biến sắc, quay đầu bỏ chạy, nhưng gã mới chạy được vài mét đã bị Ngô Bình ghì chặt vai. Gã như bị cả nghìn quả núi trấn áp vậy, không thể nào cử động. Ngô Bình lãnh đạm hỏi, sao lại chạy mà không nói tiếng nào thế? Khang Ý Thành vô cùng tuyệt vọng, Ngô Sư Huynh, tôi sai rồi. Xin anh đừng giết tôi. Ngô Bình đáp, tôi không giết anh. Dứt lời, anh ném gã vào trong cổng. Anh vừa ra khỏi đó nên biết rõ bên trong nguy hiểm ra sao. Những kẻ có năng lực yếu kém này mà vào đó thì chắc chắn sẽ chết. Viên Như Quân quỳ xuống, khóc nức nở, Ngô Sư Huynh, xin hãy tha cho chúng tôi một lần. Không chờ cô ta nói xong, Ngô Bình đã ném đối phương vào trong cổng. Những kẻ còn lại đều cứng đờ người, mặt tái nhợt, đồng loạt xin anh tha mạng. Quét mắt nhìn đám người này, Ngô Bình bình thản bảo các người không phải kẻ gây ra tội ác. Hôm nay tôi tha cho các người một lần. Sau khi trở về, cứ bảo rằng ba người Khang Ý Thành xông vào Yên Phùng Thần Vực nên mất mạng. Anh vừa dứt lời, ba thi thể đã bay ra từ bên trong, đập mạnh xuống đất. Thi thể của ba người đó đều còn nguyên vẹn nhưng thần hồn đã mất sạch. Mấy người còn lại đồng loạt quỳ xuống vâng dạ. Nhìn ba người đồng môn đã chết, Đường Băng Vân khẽ thở dài, tội gì phải thế chứ? Ngô Bình, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Băng Vân, chúng chết thì cũng chết rồi, em đừng tiếc làm gì nữa. Đường Băng Vân gật đầu rồi nói với những người khác, từ giờ, các người phải coi tôi là chủ ở viện Chu Tước, có làm được không? Mấy người kia đã sợ mất mật, Ngô Bình chính là tượng thần bất khả chiến bại trong mắt họ nên nào ai dám cãi lời, vì thế tất cả đều gật đầu ngay. Ngô Bình cười nói, như thế là hay nhất, sau này em sẽ là đại sư tỷ ở viện Chu Tước. Anh biết đây đều là đệ tử thiên tài nhất của viện Chu Tước, qua chuyện hôm nay, sau này sẽ không một ai dám cãi lời Đường Băng Vân nữa. Đường Băng Vân, Huyền Bình, anh đã trải qua những chuyện gì ở bên trong rồi? Sau đó, Ngô Bình đã kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, nhưng bằng thần truyền. Hóa ra, sau khi vào trong thì Ngô Bình phát hiện đó là Yên Phùng Thần Vực. Trong này vô cùng nguy hiểm và không thiếu các khảo nghiệm. May mà Ngô Bình đã từng trải nhiều, thực lực lại mạnh, tuy gặp bao khó khăn cũng có thể hóa giải được. Cuối cùng, anh đã tìm được bảo bối trong thần vực, đó là một viên thần đan và một bộ sách thần. Viên thần đan có tên đầy đủ là Yên Phùng Thần Đan, được luyện chế từ máu của thiên thần. Uống nó vào thì sẽ có huyết mạch của thiên thần Yên Phùng. Còn sách thần thì ghi chép 36 thần văn, luyện hóa chúng xong thì sẽ giúp ích cho Ngô Bình hấp thu Yên Phùng Thần Đan. Nghe xong, Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, Huyền Bình, đó là đan dược của ai?
Ngô Bình, 10 đại thánh thượng cổ đã hy sinh thân mình để tạo ra nó, họ không màng tới việc bị thương nặng để thu thập đủ máu huyết của 10 thiên thần, sau đó dùng lực sinh mệnh còn sót lại của mình để luyện thành 10 viên đan dược cho người đời sau. Đường Băng Vân chấn động nói, Huyền Bình, uống 10 viên đan dược này xong thì sẽ thế nào? Ngô Bình, sẽ có huyết mạch của thần tộc, hơn nữa còn là huyết mạch vô cùng cao quý và tinh thuần. Nhưng muốn hấp thu được sức mạnh của đan dược thì tu vi của anh buộc phải tới cảnh giới bất tử. Đường Băng Vân, anh còn định vào 9 cánh cửa khác nữa không? Ngô Bình lắc đầu, mỗi người chỉ có thể lấy 1 viên đan dược thôi, anh có đi tiếp cũng vô dụng. Đành để lại cho người hữu duyên sau này thôi. Sau đó, anh hỏi một người khác, Khang Ý Thành bảo nơi này nằm dưới điện yêu thần đúng không? Người kia đáp, vâng ạ thưa sư huynh, đúng là điện yêu thần phía trên, không xa đây đâu ạ. Ngô Bình lẩm bẩm, lẽ nào điện yêu thần ở gần đây là trùng hợp ư? Anh ngẫm nghĩ rồi nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, nếu đã đến đây rồi thì anh muốn tới điện yêu thần xem sao. Đường Băng Vân lắc đầu ngay, đừng anh, nơi đó rất nguy hiểm, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ngô Bình, không đến thì anh không cam lòng, mọi người về trước đi, về hang núi chờ tin của anh. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Đường Băng Vân đành thở dài nói, được rồi, nhưng anh phải chú ý an toàn, nếu mất một sợi lông nào, về em không tha cho anh đâu. Ngô Bình cười nói, tuân lệnh bà xã. Nhóm Đường Băng Vân đi rồi, Ngô Bình cũng rời khỏi đây. Nhờ khả năng nhìn xuyên thấu mà anh đã nhìn thấy phương hướng dẫn tới điện yêu thần, nó nằm trên một ngọn núi cách đây vài dặm. Anh lách mình rồi biến thành một con hắc hùng tinh to như một ngọn núi nhỏ, anh có yêu cốt nên yêu khí quanh người rất mạnh. Anh mới đi được vài bước thì đã thấy vài con yêu quái xuất hiện ở quanh, chúng là hổ yêu, hươu yêu, cả ba con đều có thực lực mạnh ngang với thần tiên. Trông thấy Ngô Bình, chúng đều nằm rạp xuống rồi thành kính nói, tham kiến yêu hoàng. Thì ra, khí tức của yêu cốt của Ngô Bình quá mạnh nên ba con yêu quái này tưởng anh là yêu hoàng, vì thế mới sợ hãi quỳ lạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, các ngươi cũng đến từ điện yêu thần à? Con hổ yêu nói, vâng ạ. Ngô Bình mừng rơn nói, ta đã tu luyện nhiều năm, nhưng lần đầu đến điện yêu thần, các ngươi có biết ở đây cấm kỵ điều gì không? Hổ yêu, ra là bệ hạ đến đây lần đầu, tiểu nhân đã đến 3 lần rồi nên cũng biết ít chuyện, xin kể cho bệ hạ nghe ạ. Rõ ràng nó đang lấy lòng Ngô Bình nên biết gì là kể bằng hết. Mục đích đám yêu quái vào điện yêu thần chính là để thờ phụng yêu thần. Trong điện yêu thần có một hóa thân của yêu thần, tuy chỉ là hóa thân, nhưng vẫn có quyền uy thần thông vô thượng, chỉ một chỉ dẫn thôi cũng đủ giúp đám yêu quái nhận được vô vàn lợi ích rồi. Các yêu quái vào đó thường mang theo bảo bối, nếu gặp yêu quái có tư chất tốt thì yêu thần sẽ làm phép hoặc ban thưởng cho. Ngô Bình, ta nghe nói nơi này thuộc khuyên giới, thiên đạo khiếm khuyết, chúng ta tu luyện ở đây cũng bị ảnh hưởng à? Con hươu yêu cười nói, bệ hạ, đây chính là một trong các lý do chúng tiểu nhân thờ phụng yêu thần. Yêu quái có tu vi đến một cảnh giới nào đó, chỉ cần đến điện yêu thần thì sẽ được yêu thần truyền đại đạo hoàn chỉnh cho, vì thế tuy sống ở khuyên giới, nhưng chúng ta cũng không phải lo đâu ạ. Ngô Bình chợt nảy ra một ý. Đó là đóng giả yêu quái để nhận truyền thừa hoàn chỉnh từ yêu thần. Ngay sau đó, anh đã thấy tim mình đập mạnh. Lúc này, con hổ yêu nói, bệ hạ, người mạnh như vậy, chắc chắn tư chất khỏi phải bàn, kiểu gì cũng được yêu thần đánh giá cao. Nghe xong, Ngô Bình đã cùng chúng đến điện yêu thần. Nơi này rất rộng, có 15 cây cột ở trước điện, mỗi cột đều cao cả chục nghìn mét. Sau khi vào trong, Ngô Bình còn thấy rộng rãi hơn. Lúc này, có ít nhất hơn 100 con yêu quái ở bên trong, con nào cũng cúi đầu xuống đất, phía trước bày bảo bối của mình để dâng lên yêu thần. Ngô Bình biết thực lực của yêu thần này phải hơn đạo tổ, vì thế anh không dám lơ là nên cũng cúi rạp người xuống đất. Sau khi hóa thành gấu, cơ thể anh rất vụng về, thân hình lại to, anh đặt một sợi gân rồng trước mặt, đây chính là gân của con hắc long. Mấy con yêu quái ở bên cạnh đều nhìn anh với ánh mắt kính trọng. Vì Ngô Bình đã uống cốt yêu đan nên có yêu cốt phi phàm nên không có con yêu quái nào nghi ngờ anh là hàng giả cả,
ngược lại chúng còn tôn anh là yêu hoàng. Đột nhiên có một tia sáng từ trên cao lóe xuống, các tia sáng này như có ý thức, chúng tiếp xúc với tất cả yêu quái, nhưng có tia sáng chỉ vòng qua người yêu quái, có tia thì tiến vào trong cơ thể của một số con. Quỳnh. Khi tia sáng chạm tới Ngô Bình thì cả điện yêu thần đã chấn động, hư không vang lên tiếng cười, con gấu này thú vị đấy. Ngô Bình ngẩn ra, sau đó tất cả tia sáng đã tiến vào người anh. Không chỉ thế, bên trên còn chiếu nhiều tia sáng với đủ màu sắc xuống hơn. Anh cảm thấy rất thoải mái, yêu cốt trong người cũng rung lên, bắt đầu mở thần lạc linh kinh mà chỉ yêu tộc mới có. Ngoài ra, thần anh của anh cũng nhận được lợi ích lớn. Ngô Bình đã hấp thu tất cả tia sáng, một cuốn sách cùng một thanh trường thương màu đen rơi từ trên cao xuống trước mặt anh. Anh nhìn là biết đó là sách do yêu thần viết, nó có tên là Thiên Yêu Kinh, Ngô Bình liếc mắt một cái, toàn bộ nội dung đã in vào trong đầu anh. Các con yêu quái khác đều vô cùng ngưỡng mộ Ngô Bình. Ngô Bình nhận được Thiên Yêu Kinh xong thì hiểu tiếng yêu ngay, anh nói tiểu yêu cảm tạ yêu thần. Giọng nói của yêu thần lại vang lên, này gấu, về nhớ chăm chỉ tu luyện, nếu ngươi có thể đạt đến tầng thứ 9 thì ta sẽ dẫn tới yêu giới tu hành. Ngô Bình mướng rỡ nói, yêu thần, không biết thiên đạo ở yêu giới có hoàn chỉnh không ạ? Yêu thần, đương nhiên là có rồi. Ngô Bình, tiểu yêu nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, để không phụ mong đợi của yêu thần. Sau khi rời khỏi yêu thần điện, Ngô Bình phát hiện bên ngoài còn có nhiều yêu quái hơn, chúng đều nhìn anh bằng ánh mắt không thể ngưỡng mộ hơn. Anh mặc kệ rồi thi triển độn thuật rời khỏi đó. Về hang núi rồi. Anh thấy nhóm Đường Băng Vân đang chờ mình ở đây. Thấy Ngô Bình bình an trở lại, Đường Băng Vân thở phào một hơi rồi hỏi, Huyền Bình, anh có gặp nguy hiểm gì không? Ngô Bình cười đáp, không, ngược lại còn có lợi ích. Đường Băng Vân, không còn sớm nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Ngô Bình, ừ, anh cùng em đến viện Chu Tước nhé. Nếu Đường Băng Vân muốn ở lại viện Chu Tước thì đương nhiên anh cũng phải ra mặt. Để người của viện Chu Tước biết thân phận của mình. Gì không nói, nhưng ít nhất sẽ không ai dám bắt nạt người phụ nữ của đệ tử nòng cốt của thần Thổ Thông Thiên. Năm người cùng rời đi, vì quá giờ nên Ngô Bình phải trả thêm tiền rồi cả hội mới đến viện Chu Tước. Đương nhiên quy mô của viện Chu Tước không thể so với Điện Hỗn Thiên, nhưng đây cũng là môn phái hạng nhất ở tiên giới. Bọn họ đi tới một tiểu viện yên tĩnh, đây chính là chỗ tu luyện của Đường Băng Vân. Nhóm Đường Băng Vân đi tìm tông chủ để báo cáo trước, Ngô Bình ở lại chờ. Nửa tiếng sau, Đường Băng Vân đã quay lại, anh hỏi, viện chủ của bọn em nói sao? Đường Băng Vân, viện chủ nghi ngờ, nhưng cả bốn bọn em đã thống nhất với nhau trước rồi nên ông ấy không phát hiện ra. À, viện chủ biết anh tới nên bảo lát sẽ đến chào đấy. Ngô Bình không hề ngạc nhiên, anh là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên, luận về địa vị thì anh còn oách hơn viện chủ. Anh chợt nhớ đến hồi Đường Băng Vân mới đến đây, anh đã đánh chết một người tên là Du Ba, bố của Du Ba lại là trưởng lão của viện Chu Tước nên anh hỏi, Du trưởng lão không gây phiền toái cho em chứ? Đường Băng Vân, ông ta chỉ là một trưởng lão hạ cấp, còn em là thiên tài của viện Chu Tước, lại có thân công Nam Cung bảo vệ nên ông ta không dám làm gì em đâu. Bấy giờ Ngô Bình mới yên tâm nói, kể cả thế thì em cũng không thể lơ là được, lát anh sẽ giúp em đột phá Long Môn. Không lâu sau, viện chủ của viện Chu Tước đã đến. Đó là một người đàn ông cao gầy, tu vi cảnh giới chân tiên hậu kỳ. Nhưng khi thấy Ngô Bình, ông ấy vẫn vô cùng khách sao, chưa vào đến nơi đã tươi cười nói, Ngô công tử đến chơi mà tôi không nghênh đón từ xa, xin công tử thứ tội. Ngô Bình, viện chủ khách sáo quá, tôi đến thăm Băng Vân thôi, anh nghe Đường Băng Vân kể viện chủ tên là Võ Cản Dương, cùng từng là thiên kiêu của thần Thổ Thông Thiên. Lẽ ra đã có thể đột phá lên cảnh giới Đại La, nhưng không hiểu tại sao tu vi mắc kẹt ở chân tiên mãi mà không thể đột phá được. Võ Càn Dương cười nói, Băng Vân là thiên tài trẻ tuổi của viện Chu Tước, nhà thân công cũng đã có lời nên tôi luôn để mắt đến cô ấy. Ngô Bình, cảm ơn viện chủ. Võ Càn Dương, việc nên làm thôi. Trong lúc trò chuyện, Ngô Bình phát hiện Võ Càn Dương đã bị ai đó hạ bùa chú rất mạnh trong người. Lời chú này như một cái động không đấy, luôn luôn hấp thu cạn kiệt thể năng của ông ấy. Nếu không có nó thì chắc ông ấy đã đột phá Đại La lâu rồi.
Anh cố ý hỏi, viện chủ Võ, lẽ ra tôi định dẫn Băng Vân đi rồi, nhưng cô ấy bảo viện chủ đối xử với cô ấy rất tốt nên không muốn đến Điện Hỗn Thiên. Võ Càn Dương cười nói, Băng Vân rất có tiềm năng, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì sau này thành tựu sẽ vượt tôi. Còn cô ấy muốn đi hay ở lại thì tôi đều tôn trọng. Đương nhiên, nếu cô ấy muốn đi thật thì tôi cũng không giữ. Ngô Bình, hôm nay tôi đến để giúp Băng Vân đột phá lên Long Môn. Võ Càn Dương ngạc nhiên, vậy ư? Ngô Bình, tư chất của cô ấy rất tốt, chỉ cần tôi hỗ trợ một chút là đột phá được thôi. Võ Càn Dương thở dài nói, nếu thế thì cô ấy sẽ trở thành thiên kiêu của thần thổ thông thiên rồi. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Võ Càn Dương ra về, ông ấy đi rồi, Ngô Bình mới nói, Băng Vân, trong người viện chú có lời chú, anh có thể giải cho ông ấy. Đường Băng Vân ngẩn ra, lời chú ư. Ngô Bình, ba cái lận, mà cái nào cũng rất lợi hại. Chúng đã cản trở ông ấy đột phá, nếu loại bỏ được thì ông ấy sẽ đột phá nhanh thôi. Đường Băng Vân hỏi, thế sao anh không nói với ông ấy luôn? Ngô Bình, anh có thân với người ta đâu nên không tiện nói. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, anh thấy con người ông ta cũng được, ít ra cũng đối xử tốt với em. Đường Băng Vân như có điều suy nghĩ, ừm. Sau đó, Ngô Bình đã điều chỉnh cơ thể cho Đường Băng Vân, chuẩn bị cho cô ấy đột phá. Cùng lúc đó, anh cũng tu luyện luôn, các tia sáng trong yêu thần điện đã thay đổi cơ thể anh. Khiến anh có thể chất của thiên tài yêu tộc, vì thế giờ anh có thể tu luyện thiên yêu kinh rồi. Nhưng thể chất của yêu tộc khác anh hoàn toàn, nếu trộn chung vào tu luyện thì sẽ xảy ra vấn đề. Vì thế, anh quyết định tách ra một phân thân chuyên tu luyện thiên yêu kinh, hóa thân này cũng sẽ nhận được sức mạnh của yêu cốt. Nghĩ là làm, qua 3 ngày chuẩn bị, đã có một người đàn ông da đen xì, cao hơn 2 mét xuất hiện cạnh Ngô Bình. Hóa thân này được anh tạo ra từ sức mạnh tia sáng trong yêu thần điện và yêu cốt cùng lý giải của anh về yêu đạo. Giờ nó đang ở trạng thái đầu nên chưa thể chính thức tu luyện, cần chờ thêm một thời gian nữa. Anh cho hóa thân vào động thiên kệ nó tự tu luyện, còn mình thì bắt đầu giúp Đường Băng Vân đột phá. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm nên lần này rất thuận lợi, loáng cái Đường Băng Vân đã hoàn thành tầng thứ 3 của Long Biến và chạm đến tầng thứ 4. Nhưng yêu cầu của tầng này rất cao nên cô ấy phải tạm dừng ở đây. Sau khi Đường Băng Vân đột phá, Ngô Bình lập tức bảo cô ấy bế quan tu luyện, còn mình thì tranh thủ truyền nốt ý nghĩa âm dương cho cô ấy, để cô ấy đột phá cảnh giới này luôn. Lần này, Đường Băng Vân bế quan nhanh cũng nửa tháng, lâu thì vài tháng. Vì thế, Ngô Bình đã rời khỏi viện Chu Tước rồi đến đại thế giới Thái Thanh. Anh có huyết mạch của lão quân nên theo lý mà nói thì có thể nhận được truyền thừa chí cao của nơi này. Đến đại thế giới Phiêu Miểu rồi, anh bị một luồng sức mạnh cuốn lấy rồi xuất hiện ở trước mặt Phiêu Miểu Thiên Tôn. Sư Tôn, anh hành lễ. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, Huyền Bình, sao con lại đến đây? Ngô Đình, sự tiên tiên cảnh Thái Thanh có truyền thừa của lão quân đúng không ạ? Con tu luyện được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn. Thật ra chỉ cần có huyết mạch của lão quân thì sẽ được tu luyện, nhưng sau đó ta đã thiết lập một cửa ải, phải đến cảnh giới đoạt thiên thì mới được nhận truyền thừa. Ngô Bình, ra còn có chuyện này, vậy khi nào đột phá cảnh giới đoạt thiên, đệ tử sẽ tới cung bát cảnh. Phiêu Miểu Thiên Tôn, nhưng con đến đúng lúc lắm, ngày mai ta sẽ đi tham gia pháp hội giao chỉ do Vương Mẫu tổ chức. Những người đến tham gia pháp hội này toàn nhân vật đỉnh cấp, không phải đạo quân thì cũng đạo tổ. Nếu là chân tiên thì chỉ có thể là đệ tử hoặc người đi kèm thôi. Mỗi khi đến dịp này, Vương Mẫu sẽ tổ chức một vài cuộc thi thú vị cho các vãn bối tham gia. Ngày mai, con và nhị sư tỷ Lam Hâm hãy cùng ta đến đó. Ngô Bình cười nói, vâng, vừa hay đệ tử cũng có thể đi mở mang tầm mắt. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lam Hâm đi đến, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói, tiểu sư đệ, đến khi nào thế? Ngô Bình vội đáp, sư tỷ, em vừa đến một lúc thôi. Lam Hâm cười nói, em đến đúng lúc lắm, ngày mai là pháp hội giao trì, nhiều người đẹp có mặt lắm đấy, đến lúc đấy, sư tỷ sẽ giới thiệu cho em vài thiên tử. Phiêu Miểu Thiên Tôn lườm nhị đệ tử của mình rồi nói, Lam Hâm, con hay nhỉ, ăn nói nghiêm chỉnh lại xem nào, phải làm gương cho sư đệ con chứ. Lam Hâm cười nói, sư tôn, con đùa thôi ạ.
Nói rồi, cô ấy ngồi xuống cạnh Phiêu Miểu Thiên Tôn. Ngô Bình, sư tỷ, chị từng đến pháp hội này bao giờ chưa? Lam Hâm, đây là thịnh hội cho vương mẫu tổ chức, 300 năm mới có một lần. 300 năm trước, chị còn chưa ra đời nên đương nhiên chưa từng được đi rồi. Ngô Bình hỏi, sư tỷ, dưới nhân gian có truyền thuyết về vương mẫu, xem ra vương mẫu tồn tại rất lâu rồi nhỉ? Phiêu Miểu Thiên Tôn, vương mẫu là người có địa vị cao nhất trong các nữ tu, thậm chí còn hơn cả Đại Thiên Tôn. Ngày xưa, Đại Thiên Tôn đứng đầu tiên giới cũng nhờ được vương mẫu ủng hộ. Ngô Bình, sư tôn, vương mẫu mạnh thế thì có thoát khỏi khuyên giới được không ạ? Phiêu Miểu Thiên Tôn trầm mặc rồi nói, vương mẫu có một nửa huyết mạch của thần tộc, một nửa huyết mạch của yêu tộc, vì thế thật ra người không thuộc nhân tộc đâu. Ngô Bình ngạc nhiên nói, không thuộc nhân tộc ạ? Thế tại sao lại có địa vị cao như vậy? Phiêu Miểu Thiên Tôn, vương mẫu rất thân thiện với nhân tộc, bạn đời của người từng là chân nhân thái cổ của thời xưa. Vì thế, con cái của người cũng mang trong mình một nửa dòng máu của nhân tộc. Thật ra nếu không được vương mẫu che chở thì khuyên giới mà chúng ta đang sống đây đã bị thanh tẩy lâu rồi. Ngô Bình hỏi, sư tôn, thanh tẩy là sao ạ? Lam Hâm, thanh tẩy là cứ cách một thời gian, quy luật trời đất lại tự hồi phục hoàn chỉnh một lần. Sau đó, thần tộc sẽ cử đại quân tấn công khuyên giới để tiêu diệt hết các cao thủ. Vì thiên đạo có thiếu sót, cao thủ của nhân tộc cứ chết dần nên chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Chờ khi nào tất cả cao thủ của nhân tộc bị giết hết, đại quân đó mới rút lui, quy luật thiên đạo lại tiếp tục có thiếu sót để chờ đến lần thanh tẩy tiếp theo. Ngô Bình vô cùng chấn động, nói vậy thì tất cả nhân tộc đang gặp nguy hiểm ư? Phiêu Miểu Thiên Tôn, Huyền Bình, mấy chuyện này còn cách con xa lắm. Nếu không thành đạo quân thì dù có thanh tẩy thì con cũng không phải sợ đâu. Con vẫn cần tăng tu vi và thực lực lên để tạo nền móng cho tương lai. Ngô Bình cảm thấy Phiêu Miểu Thiên Tôn vẫn chưa nói hết ý, anh đang định hỏi thêm thì Lam Hâm đã nói, sư đệ, em biết ai là người dẫn đầu đoàn quân tấn công khuyên giới không? Ngô Bình, ai ạ? Phiêu Miểu Thiên Tôn cũng là nhân tộc, khi thanh tẩy khuyên giới, họ sẽ tiện thể dẫn một tốp thiên kiêu của nhân tộc đi, sau đó để họ luyện công pháp của nhân tộc ở một nơi không bị thiếu sót. Các thiên kiêu này có thể nhận được tài nguyên vô hạn, vì thế họ sẽ tiến bộ rất nhanh. Sau khi họ mạnh lên rồi thì sẽ trở thành nô tài cho thần tộc, và tự nhận mình là thần sứ với bên ngoài. Hầu hết những người đại diện cho thần tộc đến khuyên giới đều là thần sứ. Ngô Bình thở dài một hơi, thần tộc có nhiều cách khống chế nhân tộc quá, chúng ta muốn phòng cũng không được. Phiêu Miểu Thiên Tôn trầm mặc rồi nói, nếu một ngày nào đó, chuyện ấy thật sự xảy ra, con càng có tư chất tốt thì càng dễ được chọn. Ngô Bình đã nghe ra ý của Phiêu Miểu Thiên Tôn, anh cau mày nói, sư tôn, ý của người là con đi theo họ làm thần sứ ư? Lam Hâm liếc Ngô Bình, ngốc thế, phải sống thì mới làm gì thì làm chứ. Những thiên kiêu nào mà không chịu đi thì sẽ bị giết ngay, em mà không đi thì cũng sẽ bị giết. Và lại, rời khỏi khuyên giới thì em mới có thể tu hành bình thường và trở thành đạo quân thật sự. Ngô Bình nói, nhưng sau khi trở thành thần nô rồi thì kiểu gì cũng bị khống chế. Phiêu Miểu Thiên Tôn, có nhiều chuyện không như chúng ta thấy. Đến lúc đó, sư phụ sẽ nói cho con biết rõ chân tướng. Tạm thời, con cứ tập trung tu hành đi. Sẽ có hậu duệ của thần sứ đến pháp hội giao trì, ngoài ra còn có bán thần, yêu tu, thiên kiêu của thần tộc. Phần thưởng mà vương mẫu chuẩn bị bao năm đều bị những người này lấy rồi. Huyền Bình, con có thể dành vài phần thưởng cho ta được không? Ngô Bình gật đầu, sư tôn, con sẽ cố hết sức. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu, tốt, con đi chuẩn bị đi. Ngô Bình lui ra, cứ nghĩ tới việc sẽ gặp các hậu duệ của thần sứ và thần tộc là anh lại thấy hơi áp lực, nhưng sư phụ rất mong anh tỏa sáng, anh không thể làm người thất vọng được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi quyết định lại vào thiên môn tu luyện một ngày để luyện hóa hết yêu cốt, đồng thời thử tu luyện tầng thứ 11 của thiên cực kiếm kinh. Nghĩ vậy, anh lấy thiên môn ra. Thiên môn này là Lam Nguyệt Hân tặng anh có thể sử dụng tùy ý. Trước khi vào thiên môn, anh đã lên mạng tiên rồi mua một đống đồ dùng để chế tạo kiếm trận động thiên. Khi anh vào thiên môn thì phát hiện thời gian tu luyện của mình đã tăng thêm. Vốn là 33 ngày 8 giờ,
nhưng hiện tại đã thành 147 ngày. Chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào nhờ hóa thân yêu đạo ư? Tuy ngạc nhiên là thế, nhưng anh vẫn rất vui, dẫu sao thời gian tu luyện được kéo dài cũng là chuyện tốt. Anh vào đó rồi thả hóa thân yêu đạo ra, để nó tu luyện thiên yêu kinh ở đây. Còn anh thì tiếp tục tu luyện tầng thứ 11 của thiên cực kiếm kinh là kiếm trận. Kiếm trận này cũng là một loại đại trận, đương nhiên anh sẽ xây dựng trong động thiên. Trong thiên cực kiếm kinh có ghi chép về 13 kiếm trận, anh có thể chế tạo một hoặc làm hết cũng được. Nhưng chế tạo kiếm trận rất tốn kém, ví dụ như kiếm trận thiên tuyệt, nếu muốn chế tạo được nó thì phải tốn cả trăm tỷ thần long. Trước đó, anh đã mua nguyên liệu để chế tạo 3 kiếm trận hết hơn 300 tỷ thần long rồi. Ngô Bình mất 5 tiếng trong thiên môn thì mới chế tạo thành công một kiếm trận, sau đó anh đã thử vận chuyển nó. Khởi động sức mạnh kiếm trận có 2 phần, một là sử dụng phù bạc hoặc đồng thần long, hai là sức mạnh động thiên của anh. Thường thì sức mạnh động thiên của anh đủ để khởi động kiếm trận rồi. Nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt hoặc cần bùng nổ toàn lực thì anh phải dùng tới phù bảo hoặc đồng thần long. Ngô Bình lại mất thêm 1 tiếng nữa để hoàn chỉnh lại kiếm trận đến trạng thái hoàn hảo. Chờ khi anh rời khỏi thiên môn thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Anh khởi động kiếm trận thiên tuyệt, có một đường kiếm bay ra từ động thiên, sau đó hợp nhất với kiếm quang của kiếm hoàn, tạo thành một đại trận khủng khiếp mang tên kiếm trận thiên tuyệt. Loáng cái, bầu trời của vạn giới đã bị kiếm quang che phủ, vô vàn các phù văn kiếm đạo phức tạp xuất hiện rồi bay lên trời. Hiện tượng này khiến Phiêu Miểu Thiên Tôn phải chấn động rồi vội ra ngoài xem. Thấy là kiếm pháp mà đệ tử Ngô Bình của mình tu luyện, bà ấy mỉm cười nói, Huyền Bình, kiếm thuật của con lại tiến bộ thêm rồi. Kiếm trận này đủ để giết cả lão tiên đấy. Lão tiên chính là những thiên tiên đã trải qua hơn nghìn kiếp nạn, gần như là vô địch trong cảnh giới. Ngô Bình có thể hạ được họ thì chứng tỏ thực lực của anh đã mạnh lên rất nhiều. Ngô Bình, sư tôn, đệ tử nghĩ tới một chuyện. Thiên đạo có thiếu sót. Vậy nếu con không cảm ngộ thiên đạo nữa thì sao ạ? Phiêu Miểu Thiên Tôn, dù con tu luyện theo cách nào thì cuối cùng cũng vẫn phải liên quan đến thiên đạo, không thì sẽ không thể đạt được thành tựu. Ngô Bình, con hiểu rồi. Phiêu Miểu Thiên Tôn, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Bà ấy phất ống tay áo một cái, thiên quang đã cuốn cả Ngô Bình và Lam Hâm đến pháp hội giao trì. Họ bay được một lúc thì Ngô Bình bỗng thấy đầu óc trống rỗng, chờ anh định thần lại thì đã xuất hiện ở một quảng trường rộng lớn rồi. Mặt đất ở đây được lát tiên thạch, cứ cách một đoạn lại có một cái cột xuất hiện, trong các cột có trận pháp để kết nối với linh khí quý báu trong thời không duy độ cao. Ba người vừa xuất hiện, đã có một cậu thiếu niên bay tới rồi cười nói, tham kiến đạo quân, mời đạo quân đi theo tiểu nhân đến nơi ở. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu, phiền tiên đồng. Ngô Bình lén hỏi Lam Hâm, sư tỷ, còn đi đâu nữa thế? Lẽ nào mình phải ở lại đây lâu à? Lam Hâm, đương nhiên, pháp hội kéo dài 7 ngày mà. Ngô Bình thấy lạ nên hỏi tiếp, làm gì mà những 7 ngày? Mỗi đợt pháp hội đều không giống nhau nên chỉ cũng chịu, sau đó họ cùng Phiêu Miểu Thiên Tôn đáp xuống một thần sơn lơ lửng trên không. Bên dưới thần sơn này có thần quang, còn trên núi thì có diện tích khá lớn, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo cùng linh thú tiên cầm, nhiều hơn hết là các điện ngọc. Đương nhiên, ngoài ra thì còn có các người làm và hầu gái phục vụ họ. Họ đáp xuống một vườn hoa, Ngô Bình sáng mắt lên vì thấy có thần dược quý hiếm. Anh thầm thấy ngạc nhiên, vì vương mẫu quá chịu chơi. Sau khi vào phòng khách, Lam Hâm cũng ngạc nhiên thốt lên, giao chỉ giàu thật đấy. Hình như trong thần sơn có đại trận nào đó, nếu phát động tất cả thì sẽ tạo ra một đại trận chấn động. Phiêu Miểu Thiên Tôn, đừng ngạc nhiên thế, chuyện này là hết sức bình thường ở đây. Vì đến từ Thái Thanh Tiên Giới nên ta mới được ở đây, không thì chúng ta không có tư cách vào thần sơn này đâu. Chỉ có giáo chủ một phương hay đạo tổ của tiên môn hoặc nhân vật lớn của thần tộc hay yêu tộc mới được ở thần sơn thôi. Sau đó, có người làm mang một tờ giấy vàng vào. Bên trên có ghi lịch trình của pháp hội sẽ làm gì trong 7 ngày. Ngày thứ nhất cũng chính là tiệc tối nay, tất cả mọi người phải tham gia. Ngô Bình liếc nhìn rồi cười nói, sư tỷ, còn có tiệc tối này, không biết có đảo tiên để ăn không nhỉ? Lam Hâm lử mắt với anh, mơ đi,
Đạo tiên chỉ dành cho đạo tổ và các giáo chủ thôi, sư phụ mình khéo còn không có mà ăn ấy. Ngô Bình cau mày, không có phần cho mình à? Tiếc thế nhỉ, từ bé em đã nghe truyền thuyết về đạo tiên rồi. Phiêu Miểu Thiên Tôn, ai thắng cuộc thi nào thì cũng được thưởng đạo tiên đấy, để xem Huyền Bình có bản lĩnh ấy không. Ngô Bình sáng mắt lên nói, thế ạ, con sẽ thử. Phiêu Miểu Thiên Tôn, thần sơn này không có gì hay đâu, giờ vẫn còn sớm, hai đứa ra ngoài chơi đi. Giao Trì lớn hơn đại thế giới Thái Thanh nhiều. Lam Hâm nhanh chóng kéo Ngô Bình đi, sư tôn, vậy bọn con đi nhé. Hai người bay khỏi thần sơn, Ngô Bình hỏi, sư tỷ, chúng mình đi đâu? Lam Hâm, đến rồi biết. Bọn họ bay một đoạn thì có một thành trì to lớn xuất hiện phía trước, Lam Hâm sáng mắt lên nói, chúng ta đến thành thiên thạch này thử vận may đi. Nói rồi, cô ấy kéo Ngô Bình đáp xuống một quảng trường. Ở đây bày mấy cái bàn, tu sĩ nào đến cũng phải báo danh. Ngô Bình phát hiện không chỉ có người mà còn có yêu và những kẻ nửa thần nửa người đến đây, chắc đó là bán thần. Hơn nữa, ai cũng có tu vi rất cao, kém nhất cũng là thần tiên, địa tiên thì không có một ai. Lam Hâm lôi anh đi xếp hàng đăng ký, anh hỏi, sư tỷ, thành thiên thạch này có gì hay mà mình đến đây? Lam Hâm, ngày trước, bố chị là người ở đây, hơn nữa còn là một người chuyên cược đá. Ngô Bình ngẩn ra, người cược đá ư? Anh không có nhiều kinh nghiệm cược đá, nhưng trước kia cũng đã kiếm được kha khá tiền nhờ cược phỉ thúy. Sư tỷ, hóa ra chị là người ở đây à? Lam Hâm, năm chị 6 tuổi, bố chị đã thua hết sạch nhà cửa rồi tự sát, mẹ chị bị bán vào hoa lâu, chị cũng bị bán đi rồi sống những ngày tháng khổ cực. Về sau, sư phụ đã mua lại chị rồi nhận làm đệ tử. Ngô Bình không ngờ Lam Hâm lại có quá khứ như thế, anh thở dài rồi nói, sư tỷ, mọi chuyện qua rồi, giờ chị đang sống rất tốt, bố chị cũng sẽ được an nghỉ. Lam Hâm, không, người hại gia đình chị vẫn còn sống. Ngô Bình, chị định đến trả thù ư? Lam Hâm nhìn anh rồi nói, sư đệ, chuyện hôm nay không liên quan đến em đứng ngoài xem thôi, đừng tham gia vào. Vì nếu chị mà thua thì sẽ thảm lắm. Ngô Bình có thể nhìn thấy vẻ quả quyết trong mắt cô ấy. Anh cười nói, sư tỷ, kẻ thù của chị cũng là của em không để yên đâu. Lam Hâm ngạc nhiên nhìn anh rồi bật cười nói, đồ ngốc này, sư tỷ không muốn hại em, nhớ thua thì chị biết ăn nói thế nào với sư phụ. Loáng cái, hai người đã đăng ký xong, sau đó tự cầm thẻ của mình đi vào thành thiên thạch. Hai bên lối đi rất sầm uất, có đủ các cửa hàng, người qua lại như thoi đưa. Đương nhiên, không chỉ có người mà còn có bán thần, yêu tộc, thần tộc nữa. Lam Hâm không hề vội vã, cô ấy léo Ngô Bình vào một quán trà rồi kiếm chỗ ngồi. Sau đó, cô ấy ngồi uống trà như đang chờ ai đó. Ngô Bình tò mò hỏi, sư tỷ, mình ngồi đây làm gì? Lam Hâm, chờ một người quen, người này sẽ dẫn chúng ta đi cược đá. Cô ấy giải thích, cậu ta là Thạch Khiêu, con trai người làm nhà chị. Hồi nhỏ, cậu ta chuyên đi theo chị đấy. Bây giờ, cậu ta làm tạp dịch ở nơi cược đá nên khá thông thuộc nơi này. Ngô Bình, sư tỷ chờ chút, cược đá mà chị bảo rốt cuộc là cược đá gì? Thành này tên là Thiên Thạch nên đương nhiên sẽ cược Thiên Thạch rồi. Thiên Thạch là một loại đá ở trên trời, em cũng biết rồi đấy, chúng ta sống ở khuyên giới thiếu sót, cho nên rất nhiều tu sĩ đều muốn tiếp xúc với đại đạo hoàn chỉnh ở bên ngoài. Vì các thiên thạch này ở ngoài không gian nên chúng không bị thần niệm dò xét, có nghĩa là trừ khi thiên thạch mở ra, không thì không thể biết bên trong nó có thứ gì được. Ngô Bình, các thiên thạch này có giá trị thế nào? Lam Hâm, một số ít thì tách ra được linh vật, chúng ta có thể thông qua nó để chạm tới thiên đạo ở bên ngoài. Thậm chí, bên trong nhiều thiên thạch còn có pháp khí, thiên tài địa bảo. Ngô Bình, sư tỷ, sao trong thiên thạch có những thứ đó được? Lam Hâm, chị cũng không rõ, nhưng nghe người ta bảo bên ngoài khuyên giới cũng có các tu sĩ loài người, họ sẽ cải trang vài thứ thành thiên thạch rồi ném vào khuyên giới. Qua đó, tu sĩ ở đây sẽ có cơ hội tiếp cận với thiên đạo hoàn chỉnh. Ngô Bình hiểu ra, vì thế, chúng ta sẽ cược những viên thiên thạch được người ta cố tình ném xuống hả? Lam Hâm gật đầu, đúng thế,
bất kỳ một món pháp khí nào trong thiên thạch cũng có giá trị cả trăm triệu thần long đấy. Ngô Bình, bố chị bị người ta hại chết à? Lam Hâm, người đó tên là Phương Huyền Sinh, vốn là anh em kết nghĩa với bố chị, hai người cùng kinh doanh một cửa hàng cược đá. Việc làm ăn rất tốt, nhưng gã đã cấu kết với người ngoài để hại bố chị nợ một khoản lớn. Còn gã thì kiếm được một mớ tiền, giờ đã trở thành chủ của một trong bốn cửa hàng cược đá lớn nhất ở đây, cửa hàng cược đá Vĩnh Lợi. Ngô Bình, chị định trả thù thế nào? Cứ thế giết gã à? Lam Hâm, nơi này thuộc quyền quản lý của Vương Mẫu, chúng ta là người của Thái Thanh Tiên Canh nên không dễ giết được gã đâu. Muốn giết gã thì cũng phải ra khỏi đây hoặc dùng cách khác. Ngô Bình, thế nên chị mới muốn đến cửa hàng cược đá à? Lam Hâm, chỉ muốn dùng cách đó làm gã táng ra bại sản. Ngô Bình, chị chắc làm được không? Lam Hâm, chị đã xin sư tổ được bốn phù chú hồng vận, nay chị sẽ dùng sức mạnh của chúng để thắng Phương Huyền Sinh. Ngô Bình cảm thấy không ổn nên nói, sư tỷ, gã có thể trở thành một trong các ông chủ lớn ở đây thì chắc chắn có điểm hơn người, nếu mình chỉ dùng bùa may mắn thì e không đủ đâu. Lam Hâm nhìn anh, sư đệ có cao kiến gì à? Ngô Bình bật cười nói, có em ở đây thì chị không phải dùng đến bùa ấy, nói về cược đá thì em đứng thứ hai, không ai là chủ nhật. Ngô Bình không hề khoác lác, anh có khả năng nhìn xuyên thấu nên muốn nhìn xuyên qua thiên thạch là chuyện nhỏ. Lam Hâm không tin, chuyện này rất quan trọng với chị, đừng đùa. Ngô Bình biết mình phải cược đúng vài tảng đá thì Lam Hâm mới tin nên nói, thế lát chúng ta đến cửa hàng Vĩnh Lợi thử luôn nhé. Lam Hâm nhìn anh rồi nói, được rồi, chị tin em. Một lát sau, có một người đàn ông trung niên cao gầy đi tới. Tuy đây là bạn tuổi nhỏ của Lam Hâm, nhưng vì cô ấy có tu vi cao nên không giả đi. Còn người đàn ông này chỉ là người bình thường nên tuổi tác đã hẳn rõ trên gương mặt, lưng còn hơi còng rồi. Người đàn ông nhìn thấy Lam Hâm xong thì vô cùng xúc động, môi ông ấy run lên, đôi mắt thì đỏ hoe, đã thế còn chuẩn bị hành lễ. Lam Hâm đỡ ông ấy dậy rồi nói, A Cẩu, ông già đi rồi. Người đàn ông tên A Cẩu vội nói, tiểu thư, cô lớn lên trông giống tiên tử quá. Lam Hâm cười nói, A Cẩu, tôi tìm ông để nghe ngóng về tình hình của cửa hàng Vĩnh Lợi. A Cẩu gật đầu, tiểu thư, năm xưa khi chúng ta chia tay, cô đã dặn tôi có cơ hội thì đến cửa hàng làm việc. Tôi đã thử xin nhiều lần, cuối cùng 13 năm trước đã được nhận vào làm. Tuy tôi chỉ làm tạp dịch, nhưng đã làm ở đó hơn chục năm nên khá hiểu rõ tình hình ạ. Nói rồi, ông ấy ho vài tiếng rồi lấy tay che miệng, sau đó cứ thế ho khù khụ. Đột nhiên, ông ấy nhìn vào lòng bàn tay thì thấy toàn là máu đen. Lam Hâm kinh ngạc hỏi, A Cẩu, ông bị bệnh à? A Cẩu cười nói, công việc ở cửa hàng cược đá rất bụi bặm, làm lâu thì kiểu gì cũng có bệnh. Trước tôi, đã có vài người làm chết rồi. Giờ tôi cũng mắc bệnh phổi giống họ. Ngô Bình chợt giơ tay ấn vào đầu ông ấy để lấy hắc khí ra, sau đó A Cẩu chợt thấy hô hấp nhẹ hơn hẳn, cảm giác nghẹt thở không còn nữa. Ông ấy kinh ngạc nhìn Ngô Bình rồi quỳ xuống, cảm ơn tiên nhân. Ngô Bình, đừng khách sáo, Lam Hâm là sư tỷ của tôi. Lam Hâm vui mừng nói, sư đệ, không ngờ y thuật của em lại siêu thế đấy. Ngô Bình, bệnh này đơn giản mà, A Cẩu, ông mau nói cho chúng tôi biết cách kiếm tiền của cửa hàng Vĩnh Lợi đi. A Cẩu kể lại hết những gì mình biết cho hai người, cửa hàng Vĩnh Lợi mua đá giá rẻ rồi bán ra với giá cao, cách buôn bán của họ chủ yếu là cược đá, những người mua sẽ dựa theo kinh nghiệm để đoán giá trị của thứ bên trong thiên thạch rồi mua lại với giá cao. Mua xong thì họ sẽ xẻ ra, nếu đầu bên trong có giá trị lớn thì họ lãi to. Đương nhiên ngược lại thì tốn cả mớ tiền. Cược đá có rất nhiều hình thức, nhiều cửa hàng còn hợp tác với sòng bạc. Sòng bạc sẽ cử người của mình đến đây, nếu có ai cược đá thì họ sẽ đoán xem người này có khả năng thắng hay không rồi mượn đó để làm nhà cái cho người khác cá cược. Vì thế, nhiều khi người đứng xem sẽ trở thành khách hàng của họ, có người cược đồ trong thiên thạch có giá trị cao, người thì cược có giá trị thấp. Ngoài cược đá ra thì cửa hàng cũng sẽ bán đồ được xẻ ra, cơ bản cũng giống Ngô Bình từng cược ngọc, nhưng quy mô ở đây lớn hơn thôi. A Cẩu còn nói đầu tư lớn nhất của cửa hàng là các đá cao cấp.
Chúng đều có giá trị rất cao và được chia thành cấp vương, đế, thánh và thần. Các tảng đá cao cấp này đều được các cao thủ nghiên cứu, nhưng vì giá trị của chúng quá cao nên chủ cũ không dám xẻ ra. Vì nếu xẻ ra mà thứ bên trong không có giá trị thì coi như mất trắng, nhưng nếu không xẻ thì mãi mãi không biết bên trong có gì. Ngô Bình nghe xong thì bật cười nói, sư tỷ, vụ này cứ để em đảm bảo cho kẻ thù của chị táng ra bại sản. Lam Hâm, sư đệ, chúng ta đi luôn nhé. Ngô Bình, A Cẩu, ông về trước đi, chúng tôi đi sau. A Cẩu đi rồi, Ngô Bình và Lam Hâm cũng khởi hành luôn. Hai người còn đi nhanh hơn A Cẩu, đến nơi thì thấy người ở cửa hành Vĩnh Lợi đông như chảy hội. Họ đi vào một khoảng sân rộng rãi, phía trước có 7 cánh cửa, mỗi người đi vào một cánh cửa khác nhau. A Cẩu từng nói cửa hàng Vĩnh Lợi chia thành 7 khu, khu cực đá cấp thấp nhất tên là Vườn Bảo Linh, ở đây toàn các thiên thạch cấp thấp, tìm hỏi mắt mới thấy có thiên thạch chứa bảo bối bên trong. Nơi cao cấp hơn một chút là Vườn Tụ Tiên, ở đây toàn thiên thạch tầm trung, giá không cao, nhưng người bình thường cũng khó mà mua được. Trong 7 khu này thì khu cao cấp nhất tên là Điện Thần Thánh, thiên thạch ở đây đều có cấp thánh. Dưới đó là Ngọc Hoàng Uyển, ở đây đều là thiên thạch cấp vương và đế. 3 khu còn lại có thiên thạch cấp thấp hơn. Trong số đó, Ngọc Hoàng Uyển và Điện Thần Thánh là nơi quan trọng nhất, vì thế Ngô Bình đã đến thẳng Ngọc Hoàng Uyển. Có ít nhất vài trăm người đang chọn thiên thạch ở đây, Ngô Bình và Lam Hâm có thực lực mạnh, khí chất phi phàm nên ai cũng lịch sự với họ. Ngô Bình quan sát xung quanh, sau đó xác thực được một chuyện là anh có thể vận dụng khả năng nhìn xuyên thấu của mình để nhìn rõ bên trong thiên thạch có thứ gì. Tâm trạng của anh tốt lên hẳn, anh nói với Lam Hâm, sư tỷ, em chọn vài khối nhé. Lam Hâm cười nói, ừ, cho chị mở mang tầm mắt đi, cô ấy vẫn cầm bùa may mắn, nhưng không nỡ dùng, nếu Ngô Bình có thể làm như anh nói thì là tốt nhất. Ngô Bình đi tới trước một tảng thiên thạch cao bằng nửa người. Bên ngoài nó sáng lấp lánh, thần niệm không thể nhìn xuyên qua được, đạo tổ có đến thì cũng phải bó tay. Nhưng khả năng nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình thì làm anh đã nhìn rõ vật bên trong. Anh đi đến gần tảng đá thé nhát, đây là một tảng thiên thạch cấp vương có giá 5,7 tỷ, tuy giá khá cao nhưng thứ bên trong lại rất bình thường. Anh lại nhìn sang tảng thứ hai và thứ ba thì kết quả đã phát hiện hầu hết đồ bên trong thiên thạch ở đây đều có giá trị thấp. Anh chỉ vào một tảng đá cao bằng hai người có giá hơn 23 tỷ rồi nói, tôi lấy tảng này. Nhân viên ở đó nhanh chóng chạy tới rồi cười nói, công tử, tảng này có giá 23.6 tỷ, anh thanh toán bằng gì ạ? Ngô Bình, tôi trả tiền mặt. Ngô Bình trả tiền xong thì phóng một đường kiếm ra, bổ đôi tảng đá. Một bộ xương thú khổng lồ hiện ra, ngoài mặt có phù văn kỳ diệu, các phù văn này như vô cùng ăn ý với trời đất. Ngô Bình biết thứ ẩn chứa bên trong chúng chính là đại đạo hoàn chỉnh. Trời ơi, là bảo cốt cực phẩm, có người hô lên, công tử này phát tài rồi, giá trị của bộ bảo cốt này phải đến cả chục tỷ thần long đấy. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, anh hỏi Lam Hâm, sư tỷ, bảo cốt này đáng giá vậy ư? Lam Hâm, bên trong nó chưa đại đạo hoàn chỉnh, là thứ mà đạo tổ và đạo quân thích nhất nên đắt cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình mỉm cười nói, đỉnh thật. Lam Hâm, sư đệ, quả nhiên em không làm chị thất vọng. Giờ chị cho em toàn quyền quyết định, nhớ chọn mấy thứ tốt vào, sư tỷ đã chuẩn bị cả vài chục tỷ cho ngày hôm nay rồi. Ngô Bình, sư tỷ yên tâm, chắc chắn em sẽ tiêu bằng hết. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu mua sắm điên cuồng, chỉ cần thấy tảng đá nào có thứ gái chị bên trong là anh mua hết. Đầu tiên là thiên thạch cấp vương, sau đến thiên thạch cấp hoàng. Ngọc Hoàng Uyển có hơn 5.000 tảng thiên thạch, vậy mà Ngô Bình đã mua hết 207 tảng, gồm 150 tảng cấp vương, 57 tảng cấp hoàn, tổng cộng đã tiêu hết hơn 50 tỷ. Việc này đã đến tai ông chủ là Phương Huyền Sinh. Gã thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, mặc áo bào tím, gương mặt luôn tươi cười. Dẫu sao Ngô Bình cũng là khách sộp, anh mua tảng đá nào là gã lãi tảng ấy. Ha ha! Tại hạ là Phương Huyền Sinh chủ của cửa hàng này, không biết công tử đây tên gì. Ngô Bình cười đáp, tôi là Ngô Bình, nghe nói thiên thạch nhà anh khá được nên đến xem sao. Phương Huyền Sinh, có vẻ hôm nay công tử rất may mắn, tôi nghe nói ngay tảng đầu,
cậu đã mở được bảo cốt rồi đúng không? Ngô Bình, đúng thế, nghe nói nó có giá trị lắm. Tôi thấy vận may đang đến nên tranh thủ mua thêm một ít. Đừng nói là ông chủ Vạn sợ tôi mua hết đá ở đây đấy nhé. Phương Huyền Sinh cười phá lên nói, công tử khéo đùa, tôi là người làm ăn, cậu mua càng nhiều thì tôi càng vui chứ. Ngô Bình, thế à, tốt, tôi thấy đá ở đây không nhiều lắm, hay tôi đến điện thần thánh nhé. Phương Huyền Sinh sáng mắt lên nói, được, tôi sẽ đích thân dẫn cậu đi. Trông thấy Phương Huyền Sinh, Lam Hâm vẫn bình thản như không, sau đó đi theo gã và Ngô Bình đến điện thần thánh. Trong này có 360 tảng thiên thạch cấp thánh và 76 tảng thiên thạch cấp thần. Giá trị của thiên thạch cấp thánh rất cao, hầu hết đều có giá trên 2 tỷ thần long. Thiên thạch cấp thần còn đắt hơn, rẻ nhất cũng phải 5 tỷ thần long, đắt thì lên tới vài chục tỷ. Ngô Bình liếc nhìn rồi tỏ vẻ không hài lòng, ít thế này thôi à. Phương Huyền Sinh cười lớn nói, khắp các cửa hàng ở đây, chỉ có chỗ tôi là nhiều thiên thạch cấp thánh và cấp thần nhất, cậu đến đây là đúng chỗ rồi. Ngô Bình lắc đầu, ông chủ Vạn, tôi là người có tiền nên anh đừng sợ tôi không mua được. Thế này đi, anh hãy đi bàn với các ông chủ khác rồi bảo họ mang hết thiên thạch cao cấp đến đây, tôi sẽ mua hết. Phương Huyền Sinh ngẩn ra vài giây rồi nói, được, vậy cậu vào uống trà rồi chờ một lát, tôi sẽ đi gặp họ ngay. Phương Huyền Sinh không hề sợ phiền hà, ngược lại còn rất vui mừng. Chuyện liên kết với các cửa hàng khác cùng bán thiên thạch diễn ra thường xuyên. Hơn nữa, đồ của nhà khác bán ở cửa hàng của gã thì gã sẽ được cắt phần trăm. Vì thế, Phương Huyền Sinh lập tức đi gọi các ông chủ khác ngay, sau đó bảo họ mang hết thiên thạch cấp vương, thánh, hoàng và thần đến chỗ mình, đắt rẻ không quan trọng. Những ông chủ khác nghe thấy thế thì nhanh chóng gom thiên thạch trong cửa hàng mình ngay. Phương Huyền Sinh đã chuẩn bị riêng một khoảng sân dùng để chứa các thiên thạch này. Đủ loại thiên thạch được đặt ở các khu vực khác nhau, thiên thạch cấp hoàng đặt chung một nhóm, thiên thạch cấp thần đặt chung một nhóm, để Ngô Bình tùy ý lựa chọn. Phương Huyền Sinh và mấy ông chủ vây quanh Ngô Bình, cười he he, khách sáo chào hỏi anh. Ngô Bình cười, nói các ông chủ, các ông hãy tự ghi lại danh sách những viên thiên thạch mà tôi đã chọn, lát nữa tôi sẽ tính tiền luôn một lượt. Mọi người đồng thanh nói được, thế là Ngô Bình bắt đầu từ khu vực thiên thạch cấp vương trước, lần lượt lựa chọn, tiếp đó là đến khu vực thiên thạch cấp hoàng. Hai loại thiên thạch này khiến anh mất gần 215 tỷ đồng thần long. Mấy ông chủ thấy Ngô Bình hào phóng, liếc mắt sơ là chọn được thiên thạch thì ai cũng vui mừng, cảm thấy mình đã gặp được khách hàng lớn. Phương Huyền Sinh cười vui nhất, trong 200 tỷ đó thì có ít nhất 20 tỷ là tiền hoa hồng của gã rồi. Ngô Bình lại đến khu vực thiên thạch cấp thánh và cấp thần, lần này anh lại tiêu hết 184 tỷ mua 14 viên thiên thạch cấp thánh, 8 viên thiên thạch cấp thần. Đến giờ tổng cộng anh đã tiêu hết 452 tỷ 100 triệu 6 ngàn vạn đồng thần long. Trong đó có 50 tỷ là do Lam Hâm chi trả, còn anh chi khoảng 400 tỷ. Cũng may là anh thừa kế phủ chiến vương, nắm trong tay hơn ngàn tỷ đồng thần long có thể thanh toán, nếu không thì dù muốn kiếm tiền ở thành thiên thạch cũng khó khăn hơn giờ nhiều. Lúc anh cất hết toàn bộ thiên thạch vào túi và trả tiền xong thì cười, nói các ông chủ, nghe nói thông thường xưởng cược thạch đều cược thạch, nhân lúc mọi người đều có mặt, chỉ bằng cùng chơi, thế nào hả? Mấy người Phương Huyền Sinh đã xem Ngô Bình như một tên phá gia nên ai cũng đồng ý. Phương Huyền Sinh nói, cậu Ngô, cậu định cược thế nào? Ngô Bình, tôi đang có không ít thiên thạch, tôi sẽ phá ra tại đây. Trước khi tôi phá, chúng ta sẽ đặt cược xem thử ai đoán chúng. Mấy người Phương Huyền Sinh thương lượng và đều cảm thấy khả quan, Phương Huyền Sinh cười, nói cậu Ngô, mời cậu chọn thiên thạch. Ngô Bình lấy ra một viên thiên thạch cao hơn 10 mét, cười, nói, viên thiên thạch cấp thần này làm tôi tốn hết 14 tỷ. Tôi không biết làm sao phán đoán thiên thạch, nhưng cảm giác chắc nó rất đặc biệt, vì vậy tôi cược nó tăng giá. Rất nhiều người xung quanh vây lại xem náo nhiệt, có người cười nhạo, nói, có cách nói thế này về cược thạch, đó là làm 10 phần cược đến 9 phần lỗ, anh Ngô đây lấy đâu ra tự tin mà dám chắc nó sẽ tăng giá chứ. Một người khác nói, chỉ là một tên ngốc nhiều tiền mà thôi, nếu anh ta có thể cược món này được giá thì tôi sẽ ăn đá trước mặt mọi người. Ây,
nếu tôi mà có nhiều tiền vậy thì sẽ mua luôn thứ được làm ra từ thiên thạch, đồ ngốc mới tùy tiện mua nhiều thiên thạch đến vậy. Đợi đến khi anh ta phá thiên thạch ra thì biết thôi, ít nhất giá trị của chúng cũng giảm đi một nửa. Rõ ràng giống như dự đoán của Ngô Bình, phần lớn mấy ông chủ này đều cược anh sẽ thua. Số lượng tiền cược chủ cái thua nhanh chóng đạt đến 50 tỷ đồng thần long, những túi tiền chất cao như núi. Ngô Bình nhìn qua, biết tiền không có vấn đề gì thì cười rồi vứt 50 tỷ vào kết quả cược còn lại khiến số lượng tiền cược của hai bên ngang bằng nhau. Trong 50 tỷ đó có 48 tỷ là tiền cược của anh. Các vị, tôi sẽ lập tức phá đá, mời các vị xem cho rõ. Anh phát ra một luồng kiếm quang, vỏ đá rơi xuống là tả, để lộ ra vật thể bên trong. Đấy là một bảo tháp, gồm có 9 tầng, không phải ngọc cũng không phải vàng, toát ra khí tức đại đạo đẹp không tì vết. Đấy rõ ràng là một pháp bảo. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó thì đều ngây ra, cảm thán vận may của Ngô Bình quá tốt. Ngô Bình đặt bàn tay lên trên bảo tháp, truyền vào trong một luồng khí tức tiên đạo. Sức mạnh bản nguyên của anh vô cùng diệu kỳ, bảo tháp lập tức bay lên không trung, sau đó không ngừng to ra, trở thành một ngôi tháp khổng lồ 9 tầng cao đến 10.000 mét. Ngọn tháp khổng lồ toát ra khí tức kinh người, chắc chắn là có huyền cơ bên trong. Có điều Ngô Bình đã thu bảo tháp vào trong tay, biến nó nhỏ còn một tấc, rất khiêm tốn. Anh mỉm cười, nói tháp này có chứa thiên đạo, giá trị ít nhất cũng hơn bảo cốt này của tôi, vì vậy tôi khá may mắn, cược thắng rồi. Mọi người nhìn nhau, vừa ngưỡng mộ vừa bực bội, dù là ai thì thua mất 50 tỷ trong chớp mắt cũng sẽ không vui nổi. Lam Hâm nói, sư đệ, chỉ thấy tới đây thôi được rồi, thiên thạch cược 10 thua 9, chúng ta thắng được một lần chứ lần sau thì chưa chắc đâu. Ngô Bình gật đầu, sư tỷ nói đúng, cược ván này thôi. Thế là các ông chủ rối lên, bọn họ thua mất 50 tỷ chỉ trong chớp mắt, dù có thế nào cũng muốn cược tiếp. Để còn gỡ lại số đã thua. Phương Huyền Sinh cười, nói cậu Ngô, vừa nhìn là biết cậu là người rất may mắn, sao không nhân cơ hội cược thêm vài ván. Ngô Bình, cược nữa sao? Mọi người đều nói, chúng tôi bằng lòng chơi cùng với anh thêm vài ván nữa. Ngô Bình gật đầu, thôi được. Anh lại lấy ra một viên thiên thạch cấp thánh, viên đá này cao nửa mét, gần như là hình cầu. Trên quả cầu có 8 lỗ. Bên dưới quả cầu có 9 hốc, từ các lỗ có mùi thơm nhẹ bay ra. Viên thiên thạch cấp thánh này được bán với giá cao nhất, mất đến 8 tỷ 8, giá xấp xỉ với thiên thạch cấp thần. Thật ra, nó vốn dĩ là hàng cao cấp trong thiên thạch cấp thần nhưng sau đó có người dùng bí pháp, thần niệm chui vào trong các lỗ để kiểm tra, nhưng kết quả không hề phát hiện ra thứ gì quý giá, thế là nó bị giảm giá trị xuống thiên thạch cấp thánh. Viên thiên thạch này quá nổi tiếng. Nó vang danh thiên hạ đã hơn 3.000 năm, rất nhiều người nghiên cứu nó nhưng cuối cùng vẫn cho rằng viên thiên thạch này rất khó có giá trị. Thế là khi viên thiên thạch này vừa xuất hiện, mọi người liền cược chắc chắn Ngô Bình sẽ thua, hơn nữa, tiền cược lần này còn nhiều hơn, mấy ông chủ cắn răng góp vào đủ 100 tỷ đồng thần long. Cộng thêm những người khác nữa, tổng cộng có đến 135 tỷ đồng thần long. Ngược lại, lần này chỉ có một mình Ngô Bình cược nó sẽ tăng giá. Một mình anh cược 135 tỷ để đấu với mấy người đó. Ngô Bình mỉm cười, kiếm khí toát ra, lớp vỏ bên ngoài của thiên thạch nát vụn, để lộ ra đồ vật bên trong. Đấy là một bình đan dược, bên ngoài bình hiện lên bóng ảo của một thánh nhân, cực kỳ khí khái khiến ai cũng giật mình. Gì cơ, là đan dược thiên ngoại, có người kích động thốt lên. Ngô Bình không mở bình ra mà cười. Nói, có ai biết bình đan dược này đáng giá bao tiền không? Có người đáp, giá cao ngất trời, dù anh bán với giá 1.000 tỷ thì cũng sẽ có người mua. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh cất bình đan dược vào, nói, xin lỗi, tôi thắng rồi. Anh nói xong thì vung tay, toàn bộ tiền cược trên bàn đều vào túi anh. Anh thắng hai lần được hơn 185 tỷ đồng thần long khiến ai cũng đỏ mắt. Có người nói, cược tiếp. Tôi không tin anh ta có thể thắng liên tiếp 3 lần. Thông thường xác suất một người thắng liên tục 3 lần không vượt quá 1/1000. Ngô Bình nói, không ngờ lại thắng nữa rồi, các vị có còn muốn chơi nữa không? Phương Huyền Sinh như nghĩ ra điều gì đó. Cậu Ngô, hai lần trước đều là thiên thạch do cậu chọn lần này để tôi chọn, cậu thấy sao?
Ngô Bình cười đương nhiên là được, mời Phương Huyền Sinh đến giữa sân, đích thân chọn một viên thiên thạch cấp thần, nói, cược viên này đi, xin hỏi cậu Ngô, cậu vẫn chọn tăng giá sao? Trước đó Ngô Bình đã thấy viên thiên thạch cấp thần này rồi, anh cũng đã âm thầm hỏi Lâm Hâm về món đồ bên trong, giá trị vượt xa giá trị của nó. Anh cười, nói cứ cược tăng giá hay không thì thật nhạt nhẽo, thế này đi, lần này chúng ta cược bên trong có loại đồ gì? Tôi cho rằng món đồ bên trong viên thiên thạch này chắc sẽ là một pháp khí. Mọi người đều cười, cược nó là pháp khí thì khó hơn nhiều so với việc cược tăng giá hay không. Dù gì thì trong thiên thạch có thể phong ấn đủ các loại, mà xác suất nó là pháp khí thì e chưa đến một phần vạn. Có người lập tức nói, tôi cược bên trong không phải pháp khí. Một bên cược pháp khí, một bên cược không phải pháp khí, rõ ràng cơ hội thắng của bên thứ hai lớn hơn nhiều, vì vậy những người khác cũng thi nhau cược món đồ bên trong không phải pháp khí. Phương Huyền Sinh cười, nói cậu Ngô, cậu chắc chắn vậy sao? Nên biết rằng mấy năm nay không có được mấy thiên thạch có pháp khí. Ngô Bình, cược thạch chủ yếu là nhờ may mắn, vận may của tôi luôn rất tốt, tôi muốn cược thử một ván. Phương Huyền Sinh gật đầu, được, mời các vị đặt tiền cược. Mấy ván trước mọi người đều nghĩ rằng Ngô Bình may mắn, nhưng ở ván này, mọi người đều cho rằng Ngô Bình không thể tiếp tục thắng, dù gì thì những chuyện có xác suất nhỏ không thể nào liên tục xảy ra được. Tiền cược không ngừng tăng, cuối cùng đạt đến 180 tỷ. Còn bên Ngô Bình cược thì chỉ có mỗi mình anh, vì vậy anh tự mình bỏ ra 180 tỷ. Lần này người phá thiên thạch là Phương Huyền Sinh, gã lấy ra một cái búa, gõ nhẹ một cái, lớp đá bên ngoài vỡ vụn rồi bị một làn gió thổi bay, để lộ ra món đồ bên trong, đó là một huy hiệu. Tấm huy hiệu đó có sự chuyển động pháp lực rõ ràng, chắc là pháp khí do một hư tiên luyện ra. Giá trị của nó kém xa giá bán của thiên thạch, nhưng nó thật sự là một pháp khí. Mọi người nhìn nhau, Ngô Bình lại thắng. Mấy ông chủ đó thua liên tục 300 tỷ, một số người đã thiệt hại nghiêm trọng. Phương Huyền Sinh là người thua nhiều nhất, nhưng vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Có điều người không chịu thiệt thòi như gã bị thua Ngô Bình mất mấy chục tỷ nên trong lòng rất khó chịu. Gã cười, nói cực nhỏ tình cảm thôi, tôi thấy chơi đến đây thôi. Cậu Ngô, cậu là khách hàng lớn của tôi, lần này giúp tôi kiếm được rất nhiều, để cảm ơn cậu Ngô, tôi đã sai người chuẩn bị rượu thịt. Mong cậu Ngô nể mặt. Ngô Bình cười, nói, được thôi. Có vài người vẫn còn muốn cược tiếp nhưng thế lực của Phương Huyền Sinh khá lớn, gã nói đến đây thôi thì những người kia cũng không dám nói thêm gì. Mọi người lui ra, Phương Huyền Sinh mời Ngô Bình là Lam Hâm đến một gian phòng khách rồi sai người mang trà lên trước. Sau khi vào trong phòng, Ngô Bình cảm thấy mặt đất rung nhẹ, anh nói, ông chủ Phương, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Phương Huyền Sinh mỉm cười, không có gì, bên ngoài phòng khách này đã được tôi bố trí đại trận cách biệt, dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài cũng không hay biết. Ngô Bình, ồ, sao ông chủ Phương lại phải làm vậy? Phương Huyền Sinh cười lạnh lùng, nhóc con, cậu đừng giả vờ nữa, lấy của tôi nhiều tiền như vậy, cậu tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Ngô Bình chau mày, ông chủ Phương, tôi mua thiên thạch của ông cũng kiếm được đâu ít đâu đúng không? Anh mua hơn 400 tỷ tiền thiên thạch thì ít nhất Phương Huyền Sinh cũng kiếm được mấy chục tỷ tiền thần long, không ngờ gã vẫn chưa hài lòng. Phương Huyền Sinh lạnh lùng đáp, cậu cược hai viên thiên thạch được giá hai lần, tôi thấy không hợp lý, nói đi, sao cậu có thể làm được? Có phải những viên thiên thạch cậu chọn đều có thể cược lời không? Mặt Ngô Bình sầm xuống, ông chủ Phương, ông đang muốn cướp sao? Phương Huyền Sinh cười he he, không sai. Tôi muốn cướp đấy. Gã vừa dứt lời thì có hai người đàn ông từ bên cạnh bước ra, một người yêu khí ngất trời, người kia có huyết mạch thần tộc, hai người họ, một người là yêu tộc, một người là bán thần, thực lực đều rất kinh người. Phương Huyền Sinh lạnh lùng nói, hai người này là cao thủ được tôi mời đến, thực lực của họ đủ để giết chết bán bộ kim tiên, cậu Ngô, tốt nhất cậu nên ngoan ngoan phối hợp, nếu không thì tôi chỉ có thể giết cậu thôi. Ngô Bình, ông không sợ tôi chết ở chỗ của ông thì Thái Thanh Tiên Giáo sẽ đến trả thù sao? Phương Huyền Sinh cười ha ha, chuyện này có gì khó,
tôi cho người biến thành hai vị rồi rời khỏi đây trước sự chứng kiến của mọi người là xong thôi. Sau đó, dù có người phát hiện ra hai người đã chết thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Ngô Bình thở dài, vốn vẫn chưa tìm được lý do giết ông, vậy mà ông lại tự tìm đường chết. Lam Hâm lạnh lùng nói, Phương Huyền Sinh, chú Phương, ông không nhận ra tôi nữa sao? Tôi là Lam Hâm. Phương Huyền Sinh giật mình, đứng bật dậy, cô là Lam Hâm, con gái của anh Lam. Lam Hâm, ông còn mặt mũi gọi cha tôi là anh sao? Ông đã hại nhà tôi tan nhà nát cửa, tôi đến là để tìm ông báo thù. Sau vài giây bất ngờ, Phương Huyền Sinh liền cười ha ha, cháu gái à, cháu nghĩ cô giết được tôi sao? Gã vừa dứt lời thì Yêu Tu bỗng biến thành một con mèo khổng lồ, nhào về phía Ngô Bình. Thực lực của mèo yêu đã vượt trên cả tu sĩ chân tiên tam cảnh bình thường, không dễ đối phó chút nào. Ngô Bình đánh tay phải về trước, bỗng dưng có ngàn vạn luồng kiếm quang mỏng bay ra từ kẽ tay, lập tức kết hợp lại thành một kiếm trận, nhốt chặt con mèo yêu đó bên trong. Kiếm trận này là kiếm trận thiên tuyệt mà anh tạo ra trong động thiên. Mèo yêu bỗng cảm thấy không ổn. Nó gào lớn lên một tiếng, sau đó thì rụng lông rồi lập tức bị chém thành một đám xương máu. Phương Huyền Sinh giật mình, cậu. Ti Lăng Lăng. Trăm ngàn kiếm quang lại phóng về phía tên bán thần, thực lực của tên bán thần đó không thua kém gì mèo yêu, anh ta gào lên thần quang lóe lên khắp người. Nhưng những kiếm quang này quá mạnh, nên đã nhẹ nhàng phá tan thần quang, chém tên bán thần thành nhiều khúc. Tiếp ngay đó. Kiếm quang vụt đến trước mặt Phương Huyền Sinh, giữ chặt lấy gã. Phương Huyền Sinh tái mặt, trán đẫm mồ hôi lạnh, gã nói, cậu Ngô, cháu gái, có gì từ từ nói. Ngô Bình bước qua, quan sát một lúc rồi đột nhiên trưởng toạc ngực gã, lấy ra một chiếc nhẫn từ một không gian bí mật. Trong chiếc nhẫn đó có chứa toàn bộ tài sản của gã. Phương Huyền Sinh thét lên thảm thiết, trả bảo vật lại cho tôi. Lam Hâm tiến tới, chém đứt đầu gã. Sau đó kiếm quang chém Phương Huyền Sinh thành đống thịt nhão. Sau khi giết Phương Huyền Sinh, Ngô Bình nói, sư tỷ, chị biến thành Phương Huyền Sinh, chúng ta cùng rời khỏi đây. Anh dứt lời thì Lam Hâm dùng phép thần thông, cải trang thành Phương Huyền Sinh tiễn Ngô Bình rời khỏi. Sau đó quay về lại phòng mình, còn Lam Hâm thì âm thầm rời khỏi xưởng cực thạch. Hai người họ nhanh chóng gặp lại nhau ở bên ngoài thành thiên thạch. Lam Hâm vui mừng nói, sư đệ, hôm nay thật hả hê, không chỉ kiếm được số tiền lớn mà còn giết được Phương Huyền Sinh. Ngô Bình, sư tỷ, chúng ta quay về thôi, không còn sớm nữa, tối nay còn có tiệc. Lam Hâm gật đầu, thế là hai tỷ đệ quay về thần sơn nơi Phiêu Miểu Thiên Tôn đang ở. Hai người họ vừa về thì Phiêu Miểu Thiên Tôn liền hỏi, Huyền Bình, Lam Hâm, hai con đã giết người sao? Lam Hâm không dám giấu giếm, kể hết lại những việc đã xảy ra. Phiêu Miểu Thiên Tôn thắc mắc, Huyền Bình, con có thể phán đoán được giá trị của thiên thạch sao? Ngô Bình cười, nói, thưa sư tôn, đúng vậy. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười, thú vị. Ngô Bình lấy bình đan dược lấy ra được từ trong thiên thạch ra, sau khi mở nắp thì thấy bên trong có một kim đan trên có 8 lỗ dưới có 9 lỗ. Phiêu Miểu Thiên Tôn nhìn thấy viên đan dược thì giật mình, nói với giọng run run, đấy là đan dược gì? Ngô Bình trịnh trọng đáp, thưa sư tôn, đây là Đại La Kim Đan, chắc là do người thiên ngoại luyện thành, uống nó thì thiên đạo của Thiên Tôn sẽ được lấp đầy. Tâm thần Phiêu Miểu Thiên Tôn chấn động nói, Huyền Bình, con muốn tặng đan này cho sư phụ. Ngô Bình cười nói, đệ tử còn cách cảnh giới Đại La 18.000 dặm. Nếu sư tôn không uống đan dược này thì chẳng phải lãng phí sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, Huyền Bình, con nên biết giá trị của đan này không thể đo được bằng tiền. Ngô Bình, dĩ nhiên đệ tử biết, chỉ mong sư tôn sớm ngày thoát khỏi giới. Phiêu Miểu Thiên Tôn khẽ gật đầu, viên đan dược này chưa chắc có thể bổ khuyết vào thiên đạo của ta, nhưng vẫn rất quý giá. Lam Hâm, sư tôn nên nhận chút tâm ý của sư đệ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, ừ, Huyền Bình, ta nhận đan dược này vậy. Ngô Bình khẽ cười nói, sư tôn, sư tỷ, con về phòng nghỉ ngơi trước, tiệc tối bắt đầu thì gọi con. Núi thần này rất lớn, anh tìm được một khoảng sân, sau đó lấy chiếc nhẫn của Phương Huyền Sinh ra. Phương Huyền Sinh đã điều hành một nhà máy sản xuất đá đánh bạc trong nhiều năm,
tích lũy được rất nhiều tiền. Trong chiếc nhẫn này có hơn 300 tỷ đồng thần long và nhiều loại bảo vật được mở ra trong thiên thạch, tổng cộng có 37 món bảo vật. Giá trị của những món bảo vật này, loại rẻ nhất cũng có giá cả chục tỷ, nên nếu Ngô Bình bán đi thì ít nhất cũng có lời được 300-500 tỷ. Anh cũng kiếm được hơn 700 tỷ lợi nhuận trong chuyến đi đến thành thiên thạch. Bây giờ cộng thêm hơn 300 tỷ, thu nhập từ chuyến đi này của anh đạt đến 110 tỷ. Đây là chưa tính 37 món bảo vật và thiên thạch chưa được mở. Bây giờ, trong tay anh hơn 1.700 tỷ, anh dứt khoát mua tất cả nguyên liệu để chế tạo 9 kiếm trận còn lại, chi phí lần này lên tới hơn 110 tỷ tệ. Mà mua xong những nguyên liệu để tạo kiếm trận, anh vẫn còn 600 tỷ đồng thần long. Anh phải để lại số tiền này để huấn luyện Hỏa Hoàng Nhi và Lý Nguyên Tượng. Mua xong nguyên liệu, không lâu sau, Lam Hâm đến gọi anh tham dự tiệc tối. Tiệc tối hôm nay rất hoành tráng, mẹ của vua Giao Chỉ cũng đến, hơn nữa còn sẽ có một số chương trình thú vị, tất cả các thế hệ đều có thể tham gia. Ba thầy trò đến địa điểm dùng tiệc tối, nằm ở rìa Giao Chỉ, bên cạnh Giao Chỉ là vườn bàn đào, hương đào thoang thoảng bay tới. Ngửi vào cảm thấy sảng khoái, nhớ mãi không quên. Ở trung tâm Giao Chỉ có một đài sen khổng lồ, một người phụ nữ ngồi trên đó, bên trái và bên phải của đài sen có 8 cung nữ, lần lượt cầm chiếc quạt lông phượng, một chiếc ô la thiên, một cầm kiếm như ý và một cầm hộp 8 bát bảo. Dưới đài sen là một hòn đảo nhỏ, trên đó có 12 nhóm thị vệ và gia nhân, mỗi nhóm mặc quần áo một màu, có người cầm đao, có người cầm kiếm, có người cầm chiêng. Có người cầm sáo. Ngoài mấy trăm nô bộc, xung quanh còn có 4 đôi phượng hoàng, 8 con thần long, 2 con kỳ lân, 2 con voi thần xuất hiện xung quanh. Bên ngoài còn có 4 chiếc thuyền lớn đỗ trên mặt nước, trên đó đều có 800 yêu binh, 800 thần binh, 800 tiên binh, 800 vu tu. Trên trời có tiên tử nhảy múa, thần nữ ca hát, hoa ngọc tung bay khắp trời, sen vàng mọc khắp nơi, Ngô Bình sững sờ trước cảnh tượng này. Anh thầm nói, sư tôn, vương mẫu này đúng là phô trương. Phiêu Miểu Thiên Tôn, chuyện này rất bình thường vì bà ta là vương mẫu, hơn nữa ngồi ở vườn bàn đào. Ngô Bình, sư tôn, bàn đào này có gì đặc biệt? Phiêu Miểu Thiên Tôn, tu sĩ sợ nhất là tai họa. Chẳng hạn như đạo quân là con, nhìn thì có vẻ như có thể sống lâu nhưng thật ra con phải trải qua vô số tai nạn. Nhưng bàn đào này lại có thể làm suy yếu sức mạnh của tai ương. Ngô Bình bỗng nghĩ tới một chuyện hỏi, sư tôn, người tu luyện trong giới vòng gặp tai họa, vậy người bên ngoài thì sao? Bọn họ cũng có tai họa sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, bên ngoài cũng có tu sĩ nhưng cường độ tai họa của họ không bằng 1/10 tu sĩ trong giới vòng, thật ra đây chính là kết quả xấu mà thiên đạo có khiếm khuyết đem đến. Ngô Bình khẽ thở dài, thật không ngờ bàn đào có thể giảm thiểu tai họa, lợi hại thật đấy. Chỉ sợ trên đời không ai dám đắc tội với vương mẫu. Phiêu Miểu Thiên Tôn, đúng thế, nhất là đạo quân, các đạo tổ, ai nấy cũng đều muốn ước có được một quả bàn đào. Ngô Bình, lát nữa, đệ tử nhất định phải thắng giành được một quả bàn đào để tặng cho sư tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn, được, sư tôn đợi bàn đào của con. Lam Hâm, sư đệ, nếu em có thể kiếm được 2 quả thì cũng tặng chị một nhé. Ngô Bình cười nói, điều đó là đương nhiên. Chỗ ngồi của mọi người đã được sắp xếp xong, thầy trò Phiêu Miểu Thiên Tôn nằm ở bên bờ Giao Trì, ở hàng thứ 2. Hàng đầu tiên là gần Giao Trì nhất, hàng thứ 2 là ở ngoại vi. Tất nhiên, phía sau còn 3 hàng. Đương nhiên, càng có nhiều người thậm chí không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở xa xa. Không thể vượt qua lan can gỗ. Phiêu Miểu Thiên Tôn có thể ngồi ở hàng thứ 2 chứng tỏ bà ấy cũng là một vị khách tương đối quan trọng trong Pháp hội Giao Trì. Tất nhiên, địa vị cao nhất chính là 10 chiếc ghế lơ lửng trên bầu trời Giao Trì, cách vương mẫu không xa. Những vị trí này cực kỳ cao quý, rõ ràng không phải thứ mà người bình thường có thể ngồi lên. Ngô Bình rất tò mò, anh hỏi, sư tôn, 10 vị trí đó dành cho ai vậy? Phiêu Miểu Thiên Tôn, đó là để cho Đại Thần, Yêu Thần, Đại Thiên Tôn, Cường Giả Hỗn Mang, Cường Giả Kỷ Nguyên v.v. Ngô Bình trợn tròn mắt, thế mà cũng có Yêu Thần xuống, còn có Cường Giả Hỗn Mang, Kỷ Nguyên. Cường Giả Kỷ Nguyên là những sự tồn tại ít nhất đã trải qua 2 kỷ nguyên,
tu vi của họ vượt xa đạo tổ, hơn nữa đa số đều không phải là con người. Cường giả hỗn độn là người đầu tiên mà vũ trụ này sinh ra, là các cường giả mạnh nhất thời đại hỗn mang. Ngô Bình, những người này đều là người đỉnh cấp nhất ở thế giới này sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, ít nhất theo sư tôn nghĩ là thế, họ là người không thể đánh thắng được. Ngô Bình, sư tôn có thể được mời đến đây đã rất lợi hại rồi. Con nghĩ những người ngồi ở hàng đầu tiên không phải là yêu hoàng thì cũng là người cấp đạo tổ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, sư tôn vẫn còn thua kém nhiều lắm. Huyền Bình, mặc dù con là bất khả chiến bại dưới thiên tiên nhưng trong mắt những người này, con vẫn giống như một con kiến. Nếu họ muốn giết con, không ai có thể bảo vệ được con nên con phải học cách tự bảo vệ mình. Ngô Bình lặng thinh vài giây rồi nói, đệ tử hiểu rồi. Sau đó anh hỏi, những người này đến tham gia pháp hội giao trì, lẽ nào họ cũng ở đây vì bàn đào sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, đúng vậy, bàn đào có tác dụng với các tai họa của yêu tộc và thần kiếp của thần tộc, nếu những người này muốn có được bàn đào thì phải duy trì mối quan hệ thân thiện với vương mẫu. Ngô Bình tò mò mở tiên mạng ra tìm kiếm bàn đào, kết quả không có ai bán cả. Lam Hâm, sư đệ ngốc, em không mua được bàn đào ở bên ngoài đâu. Ngô Bình bĩu môi, sư tỷ, sớm muộn gì em cũng sẽ luyện chế ra một loại đan dược có tác dụng tương tự như bàn đào, thậm chí còn tốt hơn nó. Phiêu Miểu Thiên Tôn, sở dĩ bàn đào này siêu phàm như thế là vì những mẫu thể của cây đào này là một cây đào đã sống mười mấy kỷ nguyên, lai lịch kinh người. Ngô Bình chớp mắt, vậy bây giờ cây đào đó ở đâu? Phiêu Miểu Thiên Tôn, biến mất rồi. Theo truyền thuyết, nó gặp tai nạn trong đại kiếp kỷ nguyên cuối cùng rồi biến thành mây khói. Ngô Bình, bàn đào siêu như thế, thế thì quả đào trên mẫu thể chẳng phải càng lợi hại hơn à? Phiêu Miểu Thiên Tôn, đương nhiên rồi, thứ đã không còn tồn tại thì nói nhiều cũng vô ích. Lúc này, Ngô Bình nghe thấy một giọng nói lớn phát ra từ hàng ghế thứ ba, Phiêu Miểu, nhường ghế của bà cho tôi được không? Giọng này rất quen, Ngô Bình quay đầu lại thì nhìn thấy Kiếm Đạo Quân. Vừa nhìn thấy là Kiếm Đạo Quân, Ngô Bình cười mỉa, Kiếm Đạo Quân, bảo sư tôn tôi nhường chỗ cho ông nghĩ mình là ai hả? Kiếm Đạo Quân lạnh lùng nói, người lớn đang nói chuyện, nào đến lượt cậu xen mồm vào, vừa dứt lời một tia kiếm ý lao đến. Phiêu Miểu Thiên Tôn cũng đánh ra kiếm ý, hai luồng kiếm ý va chạm trong hư không nhưng lại rất yên lặng. Nhưng cơ thể Phiêu Miểu Thiên Tôn và Kiếm Đạo Quân đều khẽ run lên. Tạ Linh Sơn, nếu ông dám làm đệ tử của tôi bị thương, tôi sẽ giết ông, Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, giọng nói đầy sát khí. Kiếm Đạo Quân này tên là Tạ Linh Sơn, quen với Phiêu Miểu Đạo Quân khi ông ta còn trẻ, sau đó cả hai đều đột phá Đại La và trở thành Đạo Quân đương thời. Tạ Linh Sơn nói, cơ tiên ngữ, tính khí của bà vẫn giống như lúc trẻ nhỉ. Nhưng khi còn trẻ, bà không thể đánh bại tôi, bây giờ cũng không thể đánh bại tôi. Còn muốn giết tôi à, bà không có cơ hội đâu. Tên thật của Phiêu Miểu Thiên Tôn là Cơ Tiên Ngữ, nhưng đã rất nhiều năm không ai gọi tên bà ấy rồi. Cơ Tiên Ngữ cười mỉa, Tạ Linh Sơn, năm đó tôi có khả năng giết ông cũng không làm thế, chỉ vì không muốn giấy lên tranh chấp giữa hai bên thôi. Ai đang làm ồn thế, đột nhiên có một vị yêu tướng bay lên không trung, lướt mắt nhìn Kiếm Đạo Quân cùng Phiêu Miểu Thiên Tôn, nếu hai người có tranh chấp gì thì có thể đến đài sinh tử phân cao thấp với nhau. Nơi này là giao trì, nơi ở của vương mẫu, sẽ không nể mặt ai cả. Kiếm Đạo Quân cười nói, được, Cơ Tiên Ngữ, bà có dám đánh với tôi? Ngô Bình cười nhạo, chỉ dựa vào ông mà cũng xứng khiêu chiến với sư tôn tôi sao? Ông muốn đánh thì tôi đánh với ông. Anh vừa nói xong, ngay cả thần tướng đó cũng sửng sốt, vì Ngô Bình thoạt nhìn chỉ là địa tiên, mà lại dám khiêu chiến Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng, Đại La Kim Tiên là cảnh giới hơn cả thiên tiên, là trạng thái sinh mạng cao cấp. Kiếm Đạo Quân Tạ Linh Sơn cũng sửng sốt, sau đó ông ta cười nói, một đạo quân như tôi cho dù giết cậu cũng rất mất mặt. Thế này nhé. Nếu cậu đã có can đảm như vậy thì đánh với yêu nô mà tôi nuôi đi. Vừa dứt lời, một bóng dáng mờ ảo lao ra từ phía sau Tạ Linh Sơn, biến thành một con vượn khổng lồ cao ngàn mét. Con vượn khổng lồ này có mắt tím, móng vuốt màu bạc, cả người màu trắng bạc, ngẩng đầu lên trời gầm lên dữ dội.
Thấy ở đây có người xảy ra xung đột, mọi người đều đổ dồn ánh mắt hóng hớt về phía bên này. Vì có quá nhiều người tham gia pháp hội giao trì nên lần nào cũng sẽ xảy ra xung đột, tuy nhiên những cuộc xung đột này nhìn chung không quá lớn, thường là giải quyết mâu thuẫn bằng cách quyết đấu đài sinh tử. Ngô Bình nhìn con vượn khổng lồ, đoán thực lực của nó rất mạnh, hơn hẳn chân tiên. Anh nói, được, tôi đánh với nó. Kiếm đạo quân, chàng trai, nếu cậu thua thì phải bảo sư tôn của cậu nhường ghế cho tôi. Ngô Bình, được chứ, nhưng nếu yêu nô của ông thua, ông cũng phải trả giá. Kiếm đạo quân nhướng mày, ồ, cậu muốn tôi thế nào? Ngô Bình, nếu tôi đánh bại được yêu nô, ông phải ra khỏi pháp hội giao trì, sư tôn của tôi không muốn nhìn thấy ông. Kiếm đạo quân híp mắt, này cậu rất tự tin, nhưng tự tin cũng vô dụng, cậu sẽ chết thảm khi đối mặt với thực lực tuyệt đối. Cơ Tiên Ngữ thầm nói, Huyền Bình, con phải cẩn thận, yêu nô của kiếm đạo quân rất lợi hại, trước khi ông chưa thành đạo đều dựa vào yêu nô giết người. Ngô Bình, sư tôn yên tâm, mặc dù con không thể đánh lại ông ta nhưng con vẫn có thể giết yêu nô của ông ta. Hôm nay con sẽ giúp sư tôn thở phào nhẹ nhõm, làm cho kiếm đạo quận này cút khỏi pháp hội giao trì. Cơ Tiên Ngữ nói, ừ. Nói xong, Ngô Bình bình thản bước lên một đài cao hình vuông ở phía xa, đài này cao vài trăm mét, bao phủ diện tích gần 10.000 hecta. Nền đài là màu đỏ đậm, chính là đài sinh tử. Nếu người đến giao trì muốn giải quyết mâu thuẫn thì thường sẽ đến đài sinh tử quyết đấu. Tình huống bên này làm cho Vương Mẫu chú ý, bà ta liếc sang bên này, cười nói, đứa bé kia là con nhà ai vậy? Hình như mới là địa tiên động thiên, sao lại dám quyết đấu với yêu nô? Một thị nữ ở bên cạnh Vương Mẫu nói, Vương Mẫu, người này chính là đệ tử thân truyền của Phiêu Miểu Đạo Quân Kiếm Tông của tiên giáo Thái Thanh, tên là Lý Huyền Bình. Vương Mẫu gật đầu, đứa trẻ này khá đấy, đợi đánh xong, cô gọi cậu ta đến, bảo tôi muốn gặp. Vâng, thị nữ nói. Trên võ đài, một người một vượn lần lượt ngã xuống, đối mặt với con vượn khổng lồ cao ngàn mét, Ngô Bình phóng thích bản thể của mình, biến thành một con vượn cao ngàn mét, tay cầm hoang thiên chiến kích, lạnh lùng nhìn con yêu vượn. Một đạo tổ trong đám đông cười nói, có người đánh sinh tử này, tôi làm cái, các vị có thể đặt cược. Lời vừa dứt, đã có người tiến vào đặt cược, này 10 tỷ, kia 8 tỷ. Rất nhanh người cược cho yêu vượn thắng đã hơn 100 tỷ đồng thần long, mà người đặt cược cho Ngô Bình thắng cũng là 1.000 đồng thần long, số tiền này chính là số tiền Phiêu Miểu đạo quân đặt cược. Đạo tổ cười nói, được rồi, có thể bắt đầu. Con vượn khổng lồ gầm lên, vung móng vuốt sắc nhọn về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ hoang thiên chiến kích trong tay lên thì thấy một tia sáng lóe lên, con vượn hét lên một tiếng, một nửa cánh tay của nó bị chặt đứt. Cảnh tượng này khiến mọi người ngơ ngác, kích pháp cao siêu quá. Sau đó lưỡi kích xoẹt qua một đường khiến ngực của con vượn xuất hiện một vết thương cực lớn, máu chảy đầm đìa. Con vượn vô cùng tức giận, liều mạng lao tới, mũi kích vung lên đâm vào cổ họng, con vượn né sang một bên nhưng lại cảm thấy ngực đau nhói. Trái tim như bị chiến kích đâm thủng. Sức mạnh bản nguyên đáng sợ đi vào trong cơ thể, con vượn không còn sức lực, chậm rãi ngã xuống đất rồi quỳ trước mặt Ngô Bình. Chiến kích của Ngô Bình vung lên, con vượn nổ thành một vũng máu, chết. Sau khi giết con vượn, anh thu lại 100 tỷ tiền đặt cược ở phía đối diện trước, đương nhiên trong 100 tỷ này có 20 tỷ là của vị đạo tổ đó. Nhìn thấy Yêu Nô bị giết, sắc mặt kiếm đạo quân rất khó coi, ông ta biết rõ yêu nô của mình nhất, thực lực vượt xa một số chân tiên cường đại. Đứa con này lại có tu vi cảnh giới động thiên, lại có năng lực giết chết cường giả chân tiên, làm thế nào cậu ta làm được? Ngô Bình nhìn kiếm đạo quân, ông có thể đi được rồi, tất nhiên nếu ông không chịu đi, chúng tôi cũng không còn cách. Nói sao thì cũng là đại la đạo quân, cũng cần thể diện. Kiếm đạo quân lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi đứng dậy rời đi, chỗ ngồi của ông ta rất nhanh đã bị người khác chiếm mất. Ngô Bình quay về bên cạnh Phiêu Miểu Thiên Tôn, cười nói, sư tôn, kích pháp của con vẫn ổn chứ? Phiêu Miểu Thiên Tôn, ổn lắm, một kích đó của con khiến những người ngồi ở đây đều sửng sốt. Đúng lúc này, một thị nữ đi đến, cô ta cười nói, anh Lý, Vương Mẫu cho mời. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Vương Mẫu muốn gặp tôi.
Thị nữ gật đầu, anh Lý đừng lo lắng, Vương Mẫu chỉ là cảm thấy anh có tư chất phi thường nên muốn gặp. Phiêu Miểu Đạo Quân, Huyền Bình, đi đi, bà ấy biết rõ tác phong làm việc của Vương Mẫu, lần này cho mời, chắc hẳn đệ tử bà ấy sẽ được lợi. Ngô Bình không nghĩ ngợi nhiều, bèn theo thị nữ bay đến đài sen của Vương Mẫu. Bay càng lúc càng gần, anh có thể nhìn thấy rõ ràng bản thể của đài sen, rễ của đài sen đâm thẳng vào nơi sâu nhất của vũ trụ, hấp thụ đủ năng lượng thần kỳ nhất. Trước đó ở khoảng cách rất xa, anh không cảm thấy Vương Mẫu cao lớn thế nào, nhưng bây giờ khi đến gần anh mới phát hiện Vương Mẫu là một người khổng lồ cao cả 10.000 mét, dù với thân hình hiện tại của anh thì cũng rất nhỏ bé khi ở trước mặt Vương Mẫu. Lý Huyền Bình xin chào Vương Mẫu, Ngô Bình cung kính chào. Vương Mẫu mỉm cười, chàng trai, không ngờ cậu là Thái Cổ chân nhân, tốt lắm. Anh vừa nói xong thì mọi người xung quanh đều bất ngờ, không ngờ người này lại có thể chất của Thái Cổ chân nhân, hèn gì có thể dễ dàng giết chết nhân viên. Ngô Bình, nhờ có cơ duyên tình cờ nên vãn bối mới có được thể chất như bây giờ. Vương Mẫu nói, hiếm có, con trai, tôi rất thích cậu, tặng cậu hai quả đào nhé. Bà ấy vừa dứt lời thì người hầu liền bưng đến một cái mâm, trên mâm có hai quả đào lớn, thơm ngan ngát, chỉ ngửi thôi cũng thấy toàn thân dễ chịu. Ngô Bình nói cảm ơn Vương Mẫu. Vương Mẫu cười, nói, sau này nếu cậu có việc thì thường xuyên ghé giao trì của tôi chơi. Đây là thẻ ra vào giao trì, cậu giữ lấy đi. Bà ấy nói xong thì lại có người hầu đem đến một tấm lệnh bài, Ngô Bình lại cảm ơn, sau đó chào tạm biệt. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh cầm lệnh bài và đào trở về lại chỗ ngồi. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười, hỏi, Huyền Bình, Vương Mẫu đã nói gì với con thế? Ngô Bình cũng không nói gì cả, chỉ khen con vài câu, nói con là Thái Cổ chân nhân, thế là tặng con hai quả đào và tấm lệnh bài này. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười, nói tu sĩ có thể có được tấm lệnh bài này trong thế gian không quá 100 người. Vương Mẫu tặng lệnh bài cho con chứng tỏ rất thích con. Ngô Bình tặng cho Phiêu Miểu Thiên Tôn một trái đào trước rồi cười, nói, sư tôn, trái này biếu người, trái còn lại để cho sư tỷ. Lam Hâm cười, nói, sư đệ, vậy thì chị không khách sáo với em nữa đâu. Sắp tới cô ấy sẽ phải gặp kiếp diệt vong, rất rắc rối, đang cần đào tiên hỗ trợ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, Huyền Bình, quả đào này là báu vật vô giá. Con giữ lại cho mình đi. Ngô Bình phất tay, sư tôn, con còn lâu lắm mới đến kiếp diệt vong, hơn nữa, biết đâu sau này còn có thể có cơ hội có được đào. Phiêu Miểu Thiên Tôn không khách sáo nữa, nhận lấy quả đào. Ngô Bình một bước lên mây khiến mọi người xung quanh ai cũng thay đổi cách nhìn về anh. Ở dãy ghế thứ nhất có một ông già mặc đồ hoa, ngồi bên cạnh là một cô gái tầm 17 tuổi, xinh đẹp, thanh khiết và ngọt ngào. Cô ấy mặc bộ đồ màu xanh lá, tóc buộc hình cánh bướm, rất đẹp. Lúc này, cô gái chớp mắt, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn về phía Ngô Bình. Lam Hâm bỗng đá Ngô Bình một cái, nhỏ tiếng nói, đồ ngốc, mau qua nói chuyện với con gái người ta đi. Ngô Bình ngây ra, nói, sư tỷ, tại sao em phải nói chuyện với cô ấy, em đâu có quen cô ấy đâu. Lam Hâm trừng mắt, cô gái ấy tên Thanh Vũ. Rất có gốc gác đấy. Người bên cạnh cô ấy là ông cố của cô ấy, người đời gọi là Lão Tổ Thiên Cơ, tu vi không thua kém gì sư tổ của chúng ta đâu. Ngô Bình tròn mắt nhìn Lam Hâm, sư tỷ, chắc không phải chỉ muốn em theo đuổi cô ấy đấy chứ. Lam Hâm, cô gái đẹp vậy mà em không động lòng sao? Ngô Bình cười mếu, em đã làm cha rồi, không thể tùy tiện động lòng được. Lam Hâm, sư đệ. Cô gái đó không ngừng nhìn em, nhất định là có lý do, em nghe chị, không sai đâu, mau qua đó đi. Ngô Bình, em không đi. Lam Hâm đưa trái đào lại cho Ngô Bình, nói em tặng quả đào này cho cô ấy, nhất định cô ấy sẽ rất vui. Lúc này Ngô Bình thật sự bất ngờ, không ngờ người thẳng tính như sư tỷ mình mà lại bảo mình đi nịnh bợ một cô gái khác, chuyện này thật quá kỳ lạ. Anh không kiềm được, hỏi, sư tỷ. Có phải chị biết được gì không? Đạo quân Phiêu Diêu cũng lên tiếng, Huyền Bình, nghe lời sư tỷ con, đi đi. Ngô Bình chẳng hiểu gì, sư tôn và sư tỷ làm sao thế? Có điều anh cũng biết,
nếu đến cả sư tôn cũng nói vậy thì nhất định chuyện này không có hại với anh. Thế là anh cầm quả đào đi đến hàng ghế thứ nhất, đứng bên cạnh cô gái đó, chào trước rồi nói, tiền bối, cô nương, Lý Huyền Bình xin chào. Ông lão mặc đồ hoa dâu tóc bạc phơ, lông mày cũng bạc, ông ấy cười hiền từ rồi nói, ồ, mời cậu Lý ngồi. Lúc nãy Ngô Bình được Vương Mẫu mời lên gặp, mọi người đều nghe ngóng thân phận của anh nên ông lão này cũng biết anh. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh, sau đó đặt quả đào xuống trước mặt ông lão, nói tiền bối, vãn bối không có gì trong tay, nên đành tặng quả đào này cho tiền bối vậy. Ông lão cười he he, cậu Lý, không có công không nhận quà, tôi không thể nhận quả đào của cậu. Lúc này, cô gái đó mới nói, ông cố, ông nhận lấy đi. Quả đào này nên thuộc về ông. Cô gái vừa lên tiếng thì ông lão đã ngây ra, sau đó gật đầu, Vũ Nhi nói có lý. Ngô Bình càng cảm thấy kỳ lạ hơn, cô ấy nói có lý chỗ nào. Cô gái nhìn anh, cười ngọt ngào, nói, anh Lý, tôi tên Thanh Vũ. Ngô Bình, chào Thanh Vũ cô nương. Thanh Vũ, lúc nãy vừa nhìn thấy anh là tôi đã biết duyên phận của chúng ta đã đến. Ngô Bình ngơ ngác, duyên phận. Thanh Vũ gật đầu, không sai, anh và tôi có duyên, sau này tôi sẽ sinh cho anh một đứa con, trở thành vợ của anh. Ngô Bình trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Ông lão cười, nói cậu Lý, Thanh Vũ chưa từng nói sai, xem ra hai con thật sự có duyên nợ. Ngô Bình bất ngờ, ông lão nào là cao thủ cấp đạo tổ, thiết nghĩ sẽ không nói vớ vẩn. Lẽ nào sau này cô gái này thật sự sẽ trở thành vợ mình? Anh đang ngơ ngác thì Thanh Vũ nói, anh Lý, lát nữa sẽ có một trò chơi nhỏ, nhất định anh sẽ giành được giải nhất. Ngô Bình tò mò hỏi, trò chơi nhỏ gì? Thanh Vũ, lát nữa anh sẽ biết thôi. Ngô Bình nhận ra được gì đó, anh nhìn Thanh Vũ, hỏi cô có khả năng tiên tri sao? Ông lão cười, nói còn thần kỳ hơn cả tiên tri. Vũ Nhi có thể nhìn thấy được tương lai. Ngô Bình giật mình, nhìn được tương lai. Ông lão, không sai, lúc nãy con bé liên tục quan sát cậu, cũng chính vì con bé có thể nhìn thấy được tương lai của cậu. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, vị Thanh Vũ cô nương này lợi hại quá vậy, một người có thể nhìn thấy được tương lai, đấy rõ ràng là năng lực nghịch thiên mà. Thế là anh tò mò hỏi, Thanh Vũ cô nương, cô có thể nhìn thấy được chuyện ở xa bao nhiêu? Thanh Vũ, khó nói lắm, đối với những người và việc khác nhau thì độ dài thời gian tôi nhìn thấy được cũng khác nhau. Chẳng hạn như lúc nãy nhìn thấy anh, tôi có thể nhìn thấy tương lai của chúng ta ngay lập tức, thậm chí còn nhìn thấy một phần tương lai của anh. Ngô Bình hứng thú, ồ, cô nương còn nhìn thấy được tương lai của tôi ư? Có thể nói cho tôi biết không? Thanh Vũ lắc đầu, không thể nói được, những chuyện này chỉ có thể một mình tôi biết. Nếu anh biết thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Ông lão, không sai, chuyện này nhìn thấy thì được nhưng tuyệt đối không được nói ra. Thanh Vũ lấy ra một hồ lô bằng ngọc, giao cho Ngô Bình, nói, sau này chúng ta có thể dùng nó để giao tiếp. Cô ấy nói xong thì dạy Ngô Bình cách sử dụng. Ông lão mặc áo hoa, cậu Lý, mời cậu về. Sau này cậu và Thanh Vũ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngô Bình cầm lấy bình hồ lô ngọc, về lại chỗ ngồi với cả bầu tâm sự. Lâm Hâm vội hỏi, sư đệ, sao rồi? Hai người đã nói gì với nhau? Ngô Bình lắc đầu, em không nói được. Lâm Hâm ngây ra, sau đó gật đầu, cũng đúng, gia đình đó trước giờ luôn thần bí. Phiêu Miểu Thiên Tôn không hỏi gì, nói, Huyền Bình, lát nữa có tiết mục nhỏ, con có thể thử. Ngô Bình giật mình. Lẽ nào là tiết mục mà Thanh Vũ nói sao? Lời vừa dứt, một tu sĩ mặc trường bào màu bạc bay lên không trung, nói các vị khách quý, để đón tiếp quý vị, Vương Mẫu đã cẩn thận chọn ra 100 món quà. Những món quà này được giấu ở những chỗ khác nhau. Các vị có thể làm mọi cách để tìm, ba vị tìm được nhiều quà nhất thì sẽ nhận được một món bảo bối. Dứt lời, tất cả mọi người đều thả thần niệm ra, tìm quà khắp nơi. Ngô Bình cũng không ở không, anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, đứng trên không quét xuống đã phát hiện ra vài món đồ. Ví như anh tìm thấy món đầu tiên là một hòn đá chìm dưới hồ nước, trên hòn đá có khắc thần văn, đây là một hòn đá quý.
Món thứ hai nằm trong một bồn hoa không có gì nổi bật ở vườn hoa, là một viên thần dược. Ở đây quá đông người, một vài món đồ anh vừa phát hiện ra đã bị người khác lấy trước. Thế nên anh hóa thành một tia lửa điện, lóe lên ở những vị trí khác nhau. Trong vòng 15 phút, anh đã tìm được đến 25 món, những đồ này chẳng phải quý giá gì, nhưng không dễ để tìm ra chúng nó. Rất nhanh, người mặc áo bào bạc đã tuyên bố trò chơi kết thúc, tất cả mọi người giao những món mình tìm được cho người đó. Có người giao 3 món, có người giao 2 món, ngoài Ngô Bình ra, người tìm được nhiều nhất là 11 món. Người mặc áo bào bạc ghi chép lại thành tích của mỗi người, đương nhiên Ngô Bình dẫn đầu, mình anh tìm được 25 món đồ, người xếp thứ 2 tìm được 11 món, người xếp thứ 3 được 7 món. Người mặc áo bào bạc trở về chỗ Vương Mẫu rồi cầm 3 chiếc hộp ra lại, cười nói, các vị, kết quả của trò chơi đã có, người tìm được nhiều đồ nhất là cậu Lý Huyền Bình. Phần thưởng của cậu Lý là một bộ thiên giáp. Nói rồi ông ấy đưa cho Ngô Bình một chiếc hộp. Ngô Bình mở hộp ra thấy trong đó một bộ giáp được ngưng tụ từ vô số phù văn phức tạp và huyền ảo, tên là thiên giáp. Nhìn thấy thiên giáp, đôi mắt của rất nhiều người ánh lên vẻ tham lam, rõ ràng thiên giáp này là vật cực kỳ quý hiếm, khiến một số nhân vật ở cấp đạo tổ cũng phải ghen tị. Lấy được thiên giáp, Ngô Bình trở về đứng bên cạnh sư tôn và sư tỷ, anh vội hỏi, sư tôn, bộ thiên giáp này có lai lịch thế nào vậy ạ? Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, thiên giáp được cường giả trí tôn của thiên ngoại tạo ra. Mặc nó vào, người khác rất khó có thể giết được con. Hơn nữa thiên giáp này còn có rất nhiều chức năng tuyệt vời khác nữa, ví như độn hành, ẩn thân, vân vân. Sau này con có thể từ từ nghiên cứu chức năng của nó. Ngô Bình rất vui, khá lắm. Có thiên giáp này rồi, sau này đánh nhau với người khác con không phải sợ nữa. Lam Hâm cười nói, sư đệ, em được đấy, một người tìm được những 25 món. Không hổ là cao thủ cực ngọc, thị lực tốt thật. Ngô Bình, là do em may thôi. Lúc này, người mặc áo bào bạc bay lên trên không nói, các vị khách quý, trước tiên chúng ta chúc mừng cho 3 vị giành được bảo vật. Những vị chưa nhận được bảo vật cũng đừng thất vọng, vì tiếp sau đây vẫn còn tiết mục đặc sắc hơn. Ông ấy vỗ tay. Sau đó có 2 người đàn ông vạm vỡ cao cả 100 mét khiêng một cây cung khổng lồ xuất hiện. Cây cung này dài chừng 500 mét, bề mặt thân cung có khắc hình mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, đầu rồng, đầu rắn. Người mặc áo bào bạc cười nói, các vị, cây cung này có tên là Long Xà, được chân hoàng thượng cổ làm từ thiên xà và cự long hỗn mang, người kéo cung càng mạnh thì sẽ khiến cung Long Xà phát sáng càng nhiều phù văn. Từ xưa đến nay chỉ có vài người có thể kéo căng cây cung này đến cực hạn. Những ai trong các vị ngồi đây có tu vi dưới đại la đều có thể lên thử xem. Người kéo cung nếu có thể khiến một đầu rồng sáng lên thì sẽ được nhận một phần thưởng. Sau đó, mỗi đầu rồng sáng lên đều sẽ được thưởng thêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.